tựa hồ qua mỗi một đoạn thời gian những linh khí dao động này sẽ hiện ra một trạng thái đan chéo dung hợp có chút quỷ dị hơn nữa sẽ có một tia khí thức đặc thù cực nhỏ từ trong chỗ chấn động này lan ra điều này chẳng lẽ là tim hàn lập đập thình thịch vài cái khí thức đặc thù này tựa hồ có chút cùng loại với lực lượng pháp tác thế nhưng lại không quá giống nhau hắn lại tra xét tỉ mỉ một lần nữa nhưng trong chốc lát vẫn không cách nào vững tin vào điều hắn nghĩ suy nghĩ một chút hắn lật tay lấy ra một cái hộp gỗ mở nắp hộp ra một tiểu nhân màu vàng xuất hiện bên trong có mấy cái phủ lục rán trên thân đúng là chủ nhân trước đây của không gian bong bóng khí thần bí kia nguyên anh của cự nhân một mắt cái mắt duy nhất nửa khép nửa mở thoạt nhìn có chút ngốc nghếch một tay hàn lập nắm lấy nguyên anh một đạo hắc quang hiện ra trên ngón tay bên kia trực tiếp chui vào trong đó siêu hồn nếu muốn biết chính xác bí mật hạch đào có mặt người quỷ dị thì trực tiếp siêu hồn là nhanh nhất trên mặt nguyên anh của cự nhân đang đờ đẫn xuất hiện thần tình chấn động dẫy ruộng một chút, rồi hiện ra một tầng hoàng mang trên thân, lóe lên nhanh chóng. Hàn lập nhíu mày, trong nguyên anh dường như tồn tại lực lượng quỷ dị nào đó trói chặt thần hồn, khiến cho lực lượng thần trí của hắn rất khó thẩm thấu đi vào. Hắn hừ lạnh một tiếng, hào quang hắc mang trong tay sáng ngời, từng điểm từng điểm bắt đầu tăng mạnh cấp độ siêu hồn. Hoàng mang trên thân nguyên anh bỗng nhiên sáng ngời, lóe lên kịch liệt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần tình thống khổ, thét lên nhưng do bị phù lục áp chế nên không thể phát ra âm thanh trong lòng hàn lập hơi vui vẻ thần niệm lực rốt cuộc đột phá tầng lực lượng phong tỏa quỷ dị bên trên nguyên anh chạm đến thần hồn ở bên trong bất quá vào thời khắc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi bên ngoài thân thể hắn bỗng nhiên bị một tầng màng mỏng hơi mờ bao vây cơ hồ là sau một khắc một cỗ hoàng mang vô cùng trói mắt từ trong nguyên anh bộc phát sau đó một tiếng oanh hóa thành một vùng sáng ánh mặt trời màu vàng đem thân hình hàn lập bao phủ hoàng mang thu lại hóa thành vô số lưu quang màu vàng nhạt phiêu tán để lộ thân hình hàn lập đả tỏa tại chỗ giờ phút này toàn thân hắn từ trên xuống dưới không tổn hao gì chỉ là sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới cỗ lực lượng bên trên nguyên anh cự nhân một mắt kia lại bá đạo như thế sau khi bị thần niệm lực đột phá nó lập tức tự bạo nổ tung thế nên hắn căn bản không thể dò xét được bao nhiêu tin tức chỉ thấy được một chút đoạn thời gian ngắn ngủi và vụn vặt trước kia của cự nhân tựa hồ sau hơn vạn năm bôn ba nuốt được một hạch đào trước mặt sẽ rất có ích đối với tu luyện. Hàn lập khe khẽ thở dài, nhìn hạch đào mặt người một lát, rồi lật tay đem thu vào. Sau này xem ra, chỉ có thể phải tìm phương pháp khác mới biết rõ ràng lai lịch thứ này. Hiện tại, hắn vừa mới trở về tiên giới, còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng lên, đi ra tiểu viện. Tham kiến liễu tiền bối, một gã nam tử nho bào đứng bên ngoài tiểu viện, đúng là Lạc Phong. Lạc tộc trưởng, tại sao ngươi lại ở chỗ này trong mắt hàn lập hiện lên một tia ngoài ý muốn bình tĩnh hỏi tại hạ sang đây để xem xem tiền bối có quen với chỗ ở này không đúng rồi những thứ này là bổn tộc dựa theo yêu cầu của tiền bối ngày đêm thu thập được một ít tài nguyên tu luyện vì thời gian cấp bách nên chỉ thu thập được vài phần những thứ khác tộc đã mau chóng phái người đến các nơi tập hợp kính xin tiền bối thứ lỗi mặt lạc phong hiện lên vẻ lấy lòng rồi lấy ra một cái vòng tay màu đen hai tay dâng lên Hàn lập thò tay nhận lấy, thần thức quét qua bên trong vòng tay, nhẹ gật đầu. Lạc Phong thấy vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người tới thật đúng lúc, ở đây có lẽ các người có chỗ tương tự tàng thư các, ta muốn tìm đọc một vài thứ. Hàn lập đưa tay thu vòng vào, rồi nói, có, liễu tiền bối xin mời đi theo ta. Lạc Phong vội vàng nói, rồi bay đi trước, hướng về phía xa. Hàn lập phóng lên trời, theo sau, ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn một lượt. Đại chiến hôm qua tạo ra rất nhiều chỗ bị ảnh hưởng cần sửa chữa, những kiến trúc bị sụp đổ cũng đã bắt đầu được xây dựng lại. Bến cảng không có một bóng người, xa xa xung quanh hòn đảo còn có một ít thành trấn, ở bên trong xuất hiện rất nhiều phàm nhân không có pháp lực. Trận đại chiến hôm qua gây tổn hại trên phạm vi rộng nhưng đối với thành trấn của những người phàm tục lại không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Giờ khắc này, những phàm nhân trong thành trấn và còn có một ít tu sĩ đều tụ tập đến một chỗ thực hiện nghi thức với một pho tượng tổ thần ô mông đảo giống như nghi thức phái lễ. Các đảo tại hải vực Hắc xa đều có không ít phàm nhân sinh hoạt. Tất cả các gia tộc trên đảo đều nhờ tu sĩ che chở. Thời điểm đại chiến hôm qua bọn họ đều đã được che giấu, bảo vệ. Ở từng hòn đảo tuy rằng giữa các tu sĩ không ngừng tranh đấu nhưng bình thường sẽ không xuất thủ đối phó phàm nhân. Lạc Phong chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, giải thích. Hàn Lập nhẹ gật đầu, tình hình nơi này làm cho hắn nhớ tới loạn tinh hải năm đó. Sau một lát, Hai người tới trước một tòa lầu các hai tầng có kiến trúc chiếm diện tích khá lớn. Tổ thần đại nhân, tộc trưởng, có vài tên tu sĩ luyện hư kỳ canh chừng lầu các, thấy Lạc Phong lại cùng Hàn Lập hạ xuống, lại càng hoảng sợ, vội vàng tới hành lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Lạc Phong không để ý đến họ, đưa Hàn Lập tiếp tục đi thẳng vào. Trong tầng thứ nhất tàng thư các, từng dãy giá sách nhìn ngay ngắn, trật tự, bày các loại sách, quyển trục, còn có một ít ngọc giản. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, phát hiện kích thước tàng thư các này không lớn so với tàng kinh các của lãnh diễm tông còn nhỏ hơn không ít. Tiền bối, thực lực bồn tộc nhỏ yếu, số lượng điển tích thu thập được cũng tương đối ít, làm cho tiền bối chê cười. Tầng thứ nhất này chủ yếu là công pháp tu luyện cùng giã sử. Tầng hai thì là một ít điển tịch về pháp bảo, đan dược. Lạc Phong tỏ vẻ ái náy. Không sao, ta ở một mình tại đây là được. Ô mông đảo giờ phút này trăm nơi bị tàn phá chờ phục hưng, ngươi đi làm chuyện của mình đi, không cần giúp ta ở chỗ này hàn lập cũng không thèm để ý nói vâng lạc phong khẽ giật mình đáp ứng sau đó quay người rời đi hào quang trên người y lóe lên đang muốn phi độn rời đi nhưng ánh mắt nhất động thân hình ngừng lại đi đến bên cạnh tàng thư khác, khoanh tay đợi tại từng tòa giá sách hàn lập chậm rãi xem dựa vào lực lượng thần thức vô cùng cường đại của mình hắn tìm đọc biển tịch với tốc độ cực nhanh ô mông đảo thu thập biển tịch có chút lộn xộn đủ loại biển tịch tại tầng thứ nhất này so với lời của lạc phong thì không kém nhiều đều là về hải vực hắc phong còn có một chút điển tịch tu luyện cảnh giới đại thừa kỳ tư liệu chính mà hàn lập muốn tìm hiểu là về địa tiên đáng tiếc nơi đây tư liệu về tiên nhân lại rất ít nhưng quả nhiên ông trời không phụ lòng người sau khi hắn lật tung cả tầng thứ nhất cuối cùng đã tìm được mấy khối ngọc giản cũ kỹ có một chút chuyện giới thiệu về địa tiên gần nửa canh giờ sau hàn lập buông khối ngọc giản cuối cùng ra rồi mở mắt tuy rằng nội dung trong mấy khối ngọc giản không nhiều lắm nhưng cuối cùng làm cho sự hiểu biết của hắn về sự tình địa tiên tổ thần đã tương đối rõ ràng loại địa tiên mà như lúc trước lạc phong nói cũng là một loại trong quần tiên trên tiên giới chỉ là phương thức tu luyện có chút đặc thù căn cứ theo điển tịch địa tiên có thể dựa vào tín đồ tín niệm lực để ngưng tụ lực lượng pháp tắc có điều phương pháp như vậy dựa vào ngoại lực để ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc có hạn chế rất lớn chính là địa tiên chỉ có thể ở vùng thuộc khu vực tín niệm mới có thể thi triển lực lượng pháp tắc một khi rời khỏi khu vực này khả năng ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc sẽ gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bởi vì duyên cớ cần ngưng tụ tín niệm lực, tất cả địa tiên đều dùng tài liệu đặc thù luyện chế một pho tượng. Trong pho tượng đều chứa đựng cùng luyện hóa tín niệm lực, tạo thành một cỗ hóa thân địa trích đặc biệt thuộc về địa tiên. Hóa thân này sử dụng lực lượng pháp tắc, uy lực của nó thậm chí còn mạnh hơn so với bản thể. Trong tình huống bình thường, bản thể địa tiên đều ẩn nấp, chỉ để hóa thân địa trích ở bên ngoài hành động. Một khi hóa thân này bị hủy, bản thể địa tiên cũng bị thương nghiêm trọng, thậm chí còn có thể đánh mất khả năng sử dụng lực lượng pháp tắc, khiến cho tất cả công sức từ trước đến giờ đều bị hủy đi chỉ trong chốc lát. chương 89, Tiên Khí Địa tiên, lực lượng pháp tắc, hàn lập nghĩ đến gì đó, ánh mắt lập lè, thì thào lẩm bẩm một tiếng. Dù việc trở thành địa tiên mang theo hạn chế khu vực hành động thế nhưng có thể thông qua sức mạnh tín nhiệm để nắm giữ pháp tắc, vẫn khiến hắn có chút động tâm. Tại linh giới trước kia, họ hàn không chỉ một lần chứng kiến uy lực của lực lượng pháp tắc, như khi thúc giục huyền thiên trảm linh kiếm ẩn chứa pháp tắc của thiên địa, hắn đã tự mình cảm thụ sức mạnh khủng khiếp này. Dù là công pháp hay bí thuật tương đồng, thậm chí linh bảo đều không thể địch nổi. Có thể nói, lĩnh ngộ pháp tắc là một loại có kỳ duyên chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù tìm hiểu những vật có ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có khi cả đời cũng không thu được lợi ích gì. Về phần địa tiên có thể khống chế lực lượng pháp tắc, cũng chỉ xem như một hình thức mượn nhờ ngoại lực để điều khiển pháp tắc đủ loại dấu hiện cho thấy vị tổ thần của ô mông đảo bảy tám phần đã vẫn lạc, nếu hắn muốn thay thế đối phương, trở thành địa tiên của nơi này, có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng chỉ thoáng nghĩ đến đó, hắn chợt vẫy nhẹ tay một cái. Cái bóng dưới chân hắn hơi động, một bóng đen chui ra từ trong đó, huyễn hóa thành thân ảnh một thanh niên, đúng là ma quang. Nơi đây là, hàn đạo Hữu chúc mừng ngươi rốt cuộc trở lại chân tiên giới. Chỉ là thiên địa nguyên khí có chút mỏng manh, Chẳng lẽ ngươi đã bay đến một nơi cực kỳ hẻo lánh? Ma Quang sau khi xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, đờ đẫn chúc mừng một tiếng. Đúng vậy, hiện tại ta và ngươi đang ở Hắc Phong Hải vực, là một chỗ cực kỳ vắng vẻ của Bắc Hàn Tiên vực. Hàn Lập bình tĩnh nói, Hắc Phong Hải vực, trước kia tựa hồ đã từng nghe nói qua, bất quá không có ấn tượng gì cả, xem ra đúng là một vùng đất hoang. Tuy vậy ở đây cũng không tệ, ít nhất tạm thời không cần lo lắng bại lộ thân phận, không bị kẻ thù ở tiên giới phát hiện ma quang không có cảm tình nói ra ngộ biến tùng quyền mà thôi hàn lập cười khổ một tiếng nói nơi này vắng vẻ cũng là lý do mà ta quyết định tạm thời lưu lại một khoảng thời gian lần này hàn đạo hữu gọi ta đi ra có chuyện gì vậy ma quang nhìn chằm chằm vào hàn lập hỏi về điệt tiên không biết ma quang đạo hữu hiểu rõ bao nhiêu hàn lập cũng không khách khí trực tiếp hỏi đối phương điệt tiên ta có hiểu rõ đôi chút loại tiên nhân này thông qua tín niệm chi lực ngưng tụ pháp tắc là tồn tại cực kỳ thưa thớt ở tiên giới, Hàn Đạo Hữu vì sao hỏi cái này? Ma Quang chấp động ánh mắt, hỏi ngược lại, cực kỳ thưa thớt, chẳng lẽ địa tiên ngoại trừ bị hạn chế khu vực, còn có nhược điểm nào khác? Hàn Lập không có trả lời Ma Quang mà hỏi lại, địa tiên mặc dù có thể thông qua tín niệm lực, ngưng tụ ra pháp tắc, nhưng loại phương pháp này lại có rất nhiều hạn chế. Ngoài việc không thể rời khỏi địa vực, độ tinh thuần của pháp lực còn kém xa so với tiên nhân cùng cấp vì bị trộn lẫn lực lượng tín nhiệm hơn nữa quá trình ngưng tụ chậm chạp của tín niệm lực còn khiến cho tốc độ tu luyện của địa tiên chậm hơn rất nhiều so với tiên nhân bình thường ma quang đờ đẫn hồi đáp nếu như thế quả thật không ít hạn chế hàn lập như có suy nghĩ nói địa tiên ở hắc phong hải vực cũng không ít có lẽ cũng do hoàn cảnh địa lý đặc thù ảnh hưởng từ trong biển tịch hắn biết được toàn bộ khu vực hắc phong hải vực bị một màn hắc phong cực lớn bao phủ hầu như tách biệt hoàn toàn với khu vực bên ngoài cực ít tiên nhân ngoại giới có thể xâm nhập vào đây chỉ có một tòa truyền tống trận ở trung tâm hòn đảo mới có thể đi ra ngoại giới. Hoàn cảnh đặc thù như thế, dẫn đến tu sĩ của Hắc Phong Hải Vực và Phàm Nhân đã quen với địa tiên cũng như loại tổ thần địa tiên. Mặc dù là tán tiên cũng có cực ít người nguyện ý chuyển tu thành địa tiên. Ma Quang bỗng nhiên lại xen vào một câu, tán tiên, là cái gì vậy, chẳng lẽ giống như tiên nhân sao? Hàn Lập nghe vậy, giật mình hỏi, người hạ giới đồng dạng cho rằng trên tiên giới đều là chân tiên, nhưng kỳ thật tại chân tiên giới, có thể được xưng hô chân tiên chỉ là những tiên nhân nắm giữ lực lượng pháp tắc những tiên nhân không nắm giữ lực lượng pháp tắc chỉ được gọi là tán tiên số lượng tán tiên rất nhiều thập tiên cửu tán có ý là như vậy tán tiên không thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chỉ dựa vào việc khổ tu tiên linh lực để tiến giai nhưng vì không có lực lượng pháp tắc hộ thể nên việc tiến giai độ kiếp của tán tiên khó khăn hơn rất nhiều so với chân tiên ma quang không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói tán tiên chân tiên Hàn lập nghe những lời này, thì thào tự nói, nói trở lại, người hôm nay đi theo con đường huyền tiên, cũng là man lực tiên nhân, coi như là một loại tán tiên. Huyền tiên cũng không cần nắm giữ lực lượng pháp tắc, mà chủ yếu tu luyện nhục thể, lấy lực lượng cơ thể mà tiến giai, coi như một loại tán tiên đặc biệt, số lượng cực ít, thậm chí còn ít hơn cả địa tiên. Ma quang tiếp tục nói, thì ra là thế, đa tạ ma quang đạo hữu giải thích nghi hoặc. Hàn lập chậm rãi gật nhẹ đầu. Tuy rằng thần hồn của Tại Hạ không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn nhớ kỹ mọi chuyện ở tiên giới, đạo hữu có gì nghi hoặc cứ tới hỏi ta là được." Ma Quang nói xong, thân hình nhoáng một cái, không đợi Hàn Lập nói thêm gì nữa, dung nhập vào bóng đen dưới chân hắn. Hàn Lập đứng im một chỗ, ánh mắt híp lại, từ từ tiêu hóa những thông tin vừa thu được. Sau một lát, hắn thở nhẹ ra, đi tới tầng 2 của tàng kinh các. Hễ là tiên khí, sử dụng lực lượng pháp tắc của thiên địa, có những biến hóa quỷ thần khó lường, bao hàm vạn pháp không biết khôn cùng, có thể phá vạn vật, đấng tân sinh, biết được chuyện xưa. Hàn Lập đọc thầm một đoạn trên điển tịch, trong đầu vẫn nhớ tới huyền thiên như ý nhận và huyền thiên trảm linh kiếm, hai kiện huyền thiên chi bảo mà hắn đã từng sử dụng tại linh giới. Huyền thiên trảm linh kiếm với tư cách là một trong ba kiện bảo vật đứng đầu của hỗn độn vạn linh bảng, có thể bỏ qua pháp tắc thiên địa của giới diện, chỉ cần điểm này thôi đã có vài phân tương tự với tiên khí. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lại tiếp tục đọc kỹ từng chữ một trên trang sách. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hắn khép bản điển tịch lại, cuối cùng cũng hiểu rõ khái niệm về tiên khí. Theo như trong sách, Huyền Thiên chi bảo đều là một loại bảo vật do cảm ứng với lực lượng giới diện, vốn thuộc một loại tiên khí trong tiên giới được gọi là Thiên tiên khí. Bảo vật kia thường thường xuất hiện tại thời điểm sơ khai của thế giới, hơn nữa thường hiện ra dưới trạng thái của mộc linh. Mộc linh sau này cảm thụ tinh hoa thiên địa mới có thể bỏ qua pháp tắc thiên địa, kết xuất linh hoa hoặc linh quả, một thế giới bình thường cũng chỉ có nhiều nhất 4 năm kiện tất cả đều là vật cực kỳ quý hiếm. Những linh mục này cực kỳ đặc biệt, phần lớn 10 vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm mới đơm hoa kết trái, nhưng thời gian đơm hoa kết trái lại cực kỳ ngắn dài thì một hai ngày, ít thì chỉ trong khoảnh khắc đã lụi tàn. Chu kỳ sinh trưởng quá dài, cộng thêm thời gian lụi tàn quá nhanh, khiến cho người ta muốn lấy được linh hoa linh quả hầu như là không thể. Căn cứ thông tin trên sách, ngoại trừ loại tiên thiên tiên khí, còn có một loại hậu thiên tiên khí, không phải do thiên địa ẩn dưỡng sinh ra, mà là hậu thiên bị tiên nhân tạo nên từ bảo vật ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, bất kể là tiên thiên tiên khí hay là hậu thiên tiên khí đều là bảo vật hiếm thấy ở tiên giới, tán tiên cũng có thể có tiên khí nhưng số lượng cực kỳ ít, mà tiên nhân có thể tạo hậu thiên tiên khí lại càng như phượng mau lân giác. Nhìn đến đây, Hàn Lập có chút hoài niệm huyền thiên trảm linh kiếm ngày trước. Trong lòng hắn hơi động một chút, bờ môi khẽ mở, truyền âm vài câu. Sau một lát, Lạc Phong xuất hiện ở tầng 2 của tàng kinh các, chắp tay thi lễ với Hàn Lập, mở miệng hỏi. Liễu tiền bối, có gì phân phó? Hàn Lập quay đầu lại, đi thẳng vào vấn đề ô mông đảo các ngươi có kiện tiên khí nào không? Tiên khí, loại bảo vật này chúng ta không có duyên nắm giữ. Ngày xưa tổ thần đại nhân từng có một lần muốn thu một kiện, thế nhưng vẫn không được như ý. Kỳ thật, đừng nói ô mông đảo, chính là toàn bộ hắc phong hải vực cũng chỉ có giải rác vài kiện tiên khí. Lạc phong nghe vậy, cười khổ nói. Hàn lập vốn cũng không hy vọng nhiều, nhưng nghe được câu trả lời, cũng có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh bình thường trở lại, hỏi lại, "Mới đọc trong sách cổ, tổ thần có thể tích lũy tín niệm lực để ngưng tụ lực lượng pháp tắc, tổ thần của các ngươi năm đó có lẽ cũng từng nắm giữ qua, không biết là loại pháp tắc nào?" Lạc Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra, trên mặt lộ một tia khó xử, nhưng rất nhanh liền biến mất, mở miệng đáp. "Lạc Mông đại nhân nắm giữ pháp tắc thông thường thủy chi lực, những tổ thần ở phụ cận đa số nắm giữ loại lực lượng pháp tắc này." Thủy chi lực Hàn Lập trầm ngâm một lát, chợt nhớ tới một chuyện, lại thích thú hỏi tiếp. Lúc trước, trên đường đến Tàng Thư Các, chứng kiến không ít tộc nhân tham viếng một pho tượng tổ thần, pho tượng này là địa trích hóa thân của ô mông đảo sao. Pho tượng tổ thần kia, giống như trên các đảo khác, chỉ là vật dùng để thu thập tín niệm chi lực, tuy rằng có thể câu thông với tổ thần, nhưng lại không phải hóa thân địa trích. Với tư cách địa trích hóa thân của tổ thần, ở trên đảo chỉ có một cái, hiện đang phong cấm ở cấm địa trong tộc. Lạc phong có chút trần trừ nói cấm địa ở nơi nào, mang ta đi xem, Hàn Lập hiển nhiên có hứng thú, lập tức hỏi, thực không dám giấu giếm, hóa thân địa trích của tổ thần đã bị cường địch đánh trọng thương, hôm nay chỉ còn lại đầu lâu mà thôi. Liễu tiền bối nếu như muốn xem, ta liền dẫn người qua. Lạc phong thoáng trần chờ một chút, sau đó mở miệng nói ra. Dẫn đường đi, Hàn Lập trả lời không chút do dự, chương 90 tìm kiếm. Ở phía tây bắc của ô mông đảo có một vách núi muôn phần hiểm trở, cao hơn trăm trượng, phía dưới có đầy đá ngầm màu đen, lởm chởm. Từng cơn sóng biển lớn vỗ bờ, không ngừng tung bọt biển trắng xóa giống như những bông hoa sóng. Mặt ngoài vách đá như cái tổ ong, có thể thấy được vô số lỗ thủng chằng chịt do hiện tượng xâm thực, lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau. Phần lớn xung quanh hiện đầy màu xanh của rong biển cùng màu trắng do nước muối động lại, thoạt nhìn như một mảnh pha tạp. Thỉnh thoảng lại có vài con cua biển màu trắng bị nước biển mạnh mẽ cuốn vào trong vách. Lúc này, trên mặt biển, hai người Hàn Lập cùng Lạc Phong đang bay lơ lửng, nhìn về phía sườn dốc này. Liễu tiền bối, nơi đây chính là địa phương có bộ hài cốt hóa thân địa trích của tổ thần Lạc Mông. Lạc Phong đưa tay chỉ vào một lỗ thủng sâm thực nhìn như bình thường lớn mấy trượng trên bờ núi, rồi mở miệng nói ra. Lỗ thủng thoạt nhìn chỉ hơi lớn một chút, bên trong tối đen như mực, tựa hồ không có bất cứ chỗ nào dị thường. Khi Hàn Lập thả thần thức thăm dò, lập tức phát hiện có huyền cơ ở đó hắn phát hiện thần thức quét về phía lỗ thủng này liền bị một luồng sức mạnh kỳ lạ bé đến mức hầu như không thể thấy được kéo tới bề mặt một bức tường đá nếu thần thức của hắn không vượt xa thường nhân có lẽ không thể phát hiện thần thức của mình bị quấy nhiễu còn tưởng rằng trong lỗ thủng thật sự chỉ là thạch bích mà thôi có ý tứ hàn lập thì thào một tiếng hai đồng tử lóe lên ánh sáng màu lam lúc này hắn thúc giục minh thanh linh mục nhìn lại vào trong lỗ thủng kia chỉ thấy ở sâu trong lỗ thủng một vòng xoáy hơi nước màu trắng nhạt chậm chậm xoay tròn, từ bên trong truyền đến một tia khí tức pháp tác vô cùng yếu ớt. Vạn năm sau khi tổ thần ô mông bị trọng thương ngủ say, không thức tỉnh lại, phong ấn thủy nguyên này cũng dần trở nên suy yếu. Nếu qua hơn nghìn năm nữa, chỉ sợ phong ấn cũng không cách nào che lấp nơi này. Lạc phong một mặt thở dài, một mặt phi thân tiến nhập lỗ thủng kia. Chỉ thấy y, y khẽ đàn tay trước người, liên tiếp bắn ra pháp quyết màu lam. Pháp quyết chấp động vài cái, sau đó nhao nhao chui vào bên trong vòng xoáy hơi nước ở sâu bên trong lỗ thủng vòng xoáy khẽ chấn động hơi nước mịt mờ lập tức đảo chiều một hồi rồi từ trong lòng mở ra một lối đi hình tròn cao bằng người tiền bối xin mời đi theo ta lạc phong nói một tiếng sau đó thân ảnh lóe lên biến mất vào thông đạo trong vòng xoáy không thấy gì nữa hàn lập đi theo phía sau thân hình cũng nhảy lên một cái bay vào trong đó thông đạo tương liên với vòng xoáy chính là một đường hành lang u ám làm từ đá xanh xếp lên mà thành uốn lượn khúc chiết kéo dài xuống đất nhìn không thấy đầu cuối trên thông đạo cứ cách mỗi mấy trượng lại gắn một khối thạch trắng ánh huỳnh quang chiếu sáng con đường phía trước hàn lập tự kiềm chế thần thông cũng không có gì lo lắng im lặng theo lạc phong tiến đến phía trước càng đi xuống dưới xung quanh càng ẩm ướt thủy linh lực càng dày đặc hai người rời đi trọn vẹn một khắc đồng hồ Hàn Lập thầm tính bản thân đã thâm nhập ít nhất vài dặm dưới đất. Hướng phía trước cuối cùng đã đi hết hành lang, rốt cuộc xuất hiện một cánh cửa đá màu xanh. Lạc Phong lấy ra một khối lệnh bài xanh, lắc nhẹ. Một đạo thanh quang bắn ra, chui vào cửa đá. Vài tiếng xoẹt xoẹt giòn vang, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một thạch thất hình vuông lớn chừng vài chục trượng. Nói là thạch thất cũng không thỏa đáng, mặt đất cùng vách tường nơi đây đều gập ghềnh, tựa hồ là cải biến từ một hang động đá vôi sâu mà thành. Từng chùm đá măng từ đỉnh động rủ xuống, hơi nước mở hiện ra màu lam, phảng phất như lưu ly. Thậm chí, bốn phía trên vách là chất liệu tương tự, nhìn xuyên thấu qua có thể thấy mơ hồ từng đạo hải lưu lúc chảy lúc ngưng ở bên ngoài. Bởi vậy, có thể đoán có lẽ nơi đây là ở chỗ sâu trong đáy biển. Hàn lập quét mắt, liếc nhìn thạch thất, phát hiện nơi đây trống rỗng, hầu như không có bảy biện bất kỳ thứ gì. Ở vị trí giữa chỉ có một bệ đá màu đen cao cỡ nửa người. Mặt ngoài bệ đá khác từng cái rãnh hết sức nhỏ, khúc chiết uốn lượn một mực kéo dài xuống phủ kín toàn bộ thân bệ đá trên mặt bệ bày một pho tượng đầu lâu lớn không khác gì đầu người thường có dung mạo ba phần tương tự hàn lập đúng là đầu của lạc mông tổ thần ô mông đảo bất quá không giống những pho tượng hắn từng thấy lúc trước cái đầu lúc này hiện lên màu lam như dùng tinh thạch đặc thù nào đó điêu khắc thành xung quanh là châu ngọc óng ánh chiếu rọi tia màu trắng ánh sáng long lanh một cỗ linh lực thuộc tính thủy từ đó tản mắt ra nồng đậm đến cực điểm gương mặt bóng loáng trong như gương kia thoạt nhìn trông rất sống động nhưng chỗ cổ lại vô cùng đáng sợ tựa như từ trên thân thể trước đây bị cưỡng bước cắt ra hàn lập đứng cách đầu lâu một bước ngắn không những không rời mắt mà còn nhìn chằm chằm vào nó trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ cổ quái cảm giác như pho tượng đầu lâu trước mắt thực sự không phải là một vật chết mà thực chất là một vật còn sống có thể hô hấp thổ nạp hai mắt hắn từ từ nhắm lại bỗng nhiên buông thần thức ra trong nháy mắt liền phủ kín cả thạch thất lạc phong vẫn đứng phía sau hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần thức khổng lồ khó nói lên lời đột nhiên lao tới từ bốn phương tám hướng nuốt chửng cả người y vào thân y không tự chủ được lay động một hồi thái dương lập tức toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hàn lập không để ý đến lạc phong mà chỉ chuyên tâm phóng thần thức đến pho tượng đầu lâu kia lúc này hắn đột nhiên phát hiện ở xung quanh đầu lâu màu lam đó đang có một cỗ năng lượng mà mắt thường không cách nào trông thấy tụ tập phóng vào bên trong đầu lâu loại năng lượng này thoạt nhìn thập phần yếu ớt, mỗi một đạo đều mỏng như tơ nhiệt, phảng phất phung tay lên có thể đánh tan nhưng số lượng lại rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt tràn đầy toàn bộ thạch thất. Giờ phút này phía trên đầu lâu lại có một cỗ hào quang mà trước kia dùng mắt thường không cách nào thấy, đang lóe ra, quy luật vận động cực kỳ giống tu sĩ hô hấp thổ nạp, ở giữa lúc tỏ lúc mờ, thu nạp từng chút từng chút một năng lượng yếu ớt xung quanh. Xem ra đây chính là tín niệm lực, Hàn Lập thu hồi thần thức, suy nghĩ rồi chậm rãi lầm nhầm. Ở sau lưng hắn, mặt lạc phong sớm đã tái nhợt, rồi như chút được gánh nặng mà thở dài một cái. Mới một lát công phu, quần áo sau lưng y đã hoàn toàn ướt thấm. Y hít một hơi sâu, tiến lên vài bước, vỗ vài cái vào một cây đá mang nước lam treo ngược nhìn như bình thường. Mặt đất ken kết rung động liên tiếp, một bệ đá nhỏ chậm rãi từ mặt đất trồi lên, bên trên đặt một cái hộp đá. Lạc phong mở hộp đá, lấy ra một quyển sách ngọc cũ kỹ. Liễu tiền bối, bản điển tịch này có lẽ có ích với ngài tính xin tiền bối vui lòng nhận. Tay Lạc Phong nâng sách ngọc đi đến trước mặt Hàn Lập, hai tay dâng lên và nói. Đây là điển tịch, Hàn Lập tiện tay nhận lấy, đọc qua một chút, lập tức sắc mặt khẽ biến. Đây là công pháp trước kia tổ thần Lạc Mông đã tu luyện, vạn thủy tiên quyết. Vãn bối từng nghe nói tiên nhân từ dưới giới phi thăng tu luyện công pháp chân tiên để chuyển hóa pháp lực trong cơ thể thành tiên linh lực. Tiền bối nhập cư trái phép vào tiên giới bây giờ chưa có công pháp thích hợp nhưng nếu muốn chuyển tu thì vạn thủy tiên quyết này có lẽ có ích đối với ngài. Lạc Phong nói thế, thì ra là thế, tộc trưởng Lạc Phong có lòng rồi. Hàn Lập liếc nhìn ánh mắt mong mỏi của Lạc Phong, nhẹ gật đầu. Tiền bối khách khí, nơi đây chính là chỗ linh mạch giao hội dưới đáy biển sâu, lực lượng thủy chi linh nồng đậm. Nếu tiền bối muốn tu luyện vạn thủy tiên quyết, có thể ở chỗ này bế quan. Lạc Phong mỉm cười, biết rõ mục đích dâng biển tịch cuối cùng đã đạt được, thần sắc trên mặt không ít nhẹ nhõm. Hàn Lập không nói gì, cẩn thận đọc qua sách ngọc trong tay, sau một lát liền hiểu đại khái nội dung. Vạn thủy tiên quyết này là một môn công pháp chân tiên thuộc tính thủy, có thể tu luyện tới hậu kỳ chân tiên cảnh. Chỉ tiếc, công pháp này có nhiều khác biệt với công pháp sở tu của hắn, và lại khả năng đạt tới thành tựu mà hắn mong muốn có tranh lệch không ít. Một nghĩ đến đây, hắn đưa trả lại sách ngọc cho Lạc Phong. Liễu tiền bối, thế này là, Lạc Phong thấy vậy, có chút ngạc nhiên, tuy rằng vạn thủy tiên quyết này cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta lại không thích hợp tu luyện công pháp thuộc tính thủy không biết hải vực hắc phong này còn ở đâu có thể lấy công pháp chân tiên. Hàn lập lắc đầu, có chút tiếc núi hỏi, hải vực hắc phong chỗ chúng ta vắng vẻ, truyền lưu cực ít công pháp tiên ra, cơ bản đều ở trong tay những tổ thần nắm giữ, sẽ không cho người khác biết, dù sao công pháp mình tu luyện rơi vào trong tay người ngoài có khả năng lộ nhược điểm của mình. Nếu như nói chỗ nào có thể đến để lấy công pháp tiên ra e rằng chỉ có tiến vào đảo Hắc Phong ở trung tâm hải vực. Chỗ đó cách mỗi trăm năm đều cử hành một lần đại hội đấu giá, có khả năng công pháp tiên gia xuất hiện trong đó. Lạc Phong suy nghĩ một chút, rồi nói thế, đại hội đấu giá, không biết còn bao lâu cử hành đại hội đấu giá lần tới. Hàn Lập dùng tay phải sờ nhẹ lên cầm, thì thào tự nói, trong mắt hiện ra vẻ hứng thú. Đại khái thời gian còn hơn 10 năm, tuy nhiên đồ vật tương tự loại này xuất hiện tại đại hội đấu giá đều cực kỳ đắt đỏ. Lạc Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, hơn 10 năm, ta hiểu, đúng rồi, ta có chuyện này cần ngươi hỗ trợ nghe vậy, Hàn lập chậm rãi gật đầu, xoay chuyển lời nói hỏi. Tiền bối cứ việc phân phó. Thần sắc lạc phong chấn động, vội vàng đáp. Trong nháy mắt, 4 năm tháng đi qua. Trong lúc này, Hàn Tinh tộc cũng không đến báo thù. Điều này làm cho tất cả mọi người ôm mông đảo thở ra nhẹ nhàng. Trong đại điện, tộc trưởng lạc phong có chút bất an, nôn nóng đi tới đi lui, thỉnh thoảng tới cửa nhìn xa xa, thần tình có chút lo lắng. Mấy tháng nay, căn cứ yêu cầu của Hàn lập y phái người thu thập khắp nơi một ít bí thuật hoặc công pháp có quan hệ tới việc giam cầm Nguyên Anh. Bất quá loại bí thuật này tương đối hiếm thấy, mấy tháng qua mới tìm được giải rác ba bốn loại nhưng sau khi đưa Hàn Lập xem qua, hắn đều không hài lòng. Điều này làm cho Lạc Phong có chút lo lắng, rơi vào đường cùng, y đành phải phái một gã trưởng lão hợp thể kỳ trong tộc, cho mang theo một số lớn linh thạch tiến đến Hắc Phong đảo là hòn đảo trung tâm hải vực Hắc Phong. Nơi đó là địa phương phồn hoa nhất hải vực Hắc Phong nếu như tu sĩ ở các đảo khác muốn tìm thứ gì thì cơ bản đều đi vào đó tìm kiếm nhưng ngày hôm nay đã là ngày thứ ba sau ngày dự định về rồi mà vị trưởng lão kia vẫn chưa về vào thời khắc này bầu trời xa xa hiện ra một đạo bạch quang nhanh chóng phóng tới gần lạc phong vô cùng mừng rỡ đi ra đại điện bạch quang rất nhanh đã đến gần hạ trước chủ điện hiện ra thân ảnh một nam tử trung niên hán lương trưởng lão cuối cùng ngươi đã trở về công việc như thế nào rồi lạc phong liền vội vàng hỏi trên đường gặp chút hít phiền toái, phải đi đường vòng một chút, tốn hơn phân nửa linh thạch. Cuối cùng, may mắn không làm nhục mệnh, nam tử trung niên nói qua rồi lấy ra một hộp ngọc có hơn 10 khối ngọc giản bên trong. Tốt, người vất vả rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Lạc Phong thở ra nhẹ nhàng, nói với nam tử trung niên một câu. Sau đó, không thể chờ đợi được, y cầm hộp ngọc, bước nhanh tới chỗ ở của Hàn Lập. chương 91, thử nghiệm, bên trong mật thất của một tòa tứ hợp tiểu viện, từng tờ giấy bị vo tròn, ném lộn xộn khắp nơi cả trên mặt bàn lẫn dưới mặt đất. Có thể thấy được vô số phù văn dày đặc chằng chịt của các trận pháp huyền ảo phức tạp trên mỗi tờ giấy. Hàn Lập ngồi ở cạnh bàn, cầm bút nhanh chóng vẽ lên tờ giấy trắng từng đoạn phù văn. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, thở dài, buông bút trong tay xuống. Mấy ngày qua hắn vắt não, kết hợp với kiến thức huyền thâm về trận pháp cùng tất cả kinh nghiệm của mình nhằm nghiên cứu pháp tác chi liên, đáng tiếc vẫn không hiểu thêm được gì. Tuy rằng họ hàn tìm ra vài suy đoán có thể phá vỡ pháp tắc chi liên thế nhưng phần lớn chỉ là lý thuyết, không thể thực hiện được, chỉ hơi suy nghĩ lại một chút lại thấy những điều không tưởng trong thực tế. Vấn đề lớn nhất của hắn, chính là không biết quá nhiều về pháp tắc chi liên. Nếu có thể tìm hiểu những sợi xích này ẩn chứa loại pháp tắc nào, có lẽ còn có hy vọng. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang bay vụt đến từ bên ngoài, hóa thành một tấm phù lục truyền âm. Hàn lập phung tay lên, bắt lấy truyền âm phù, đưa thần thức vào trong đó, lập tức lộ vẻ vui mừng, đứng dậy đi ra ngoài. Sau một lát, hắn quay trở lại, trong tay nhiều hơn một cái hộp ngọc, bên trong có khoảng 10 cái ngọc giản. Hắn lấy ra từ trong đó một khối ngọc giản, dán lên chán, đưa thần thức vào bên trong. Sau một lát, hắn nhíu mày, buông ngọc giản, rồi lại lấy một khối khác ra, tiếp tục dò xét. Rất nhanh, hơn 10 khối ngọc giản bị hắn xem xét hơn phân nửa, lông mày hắn càng ngày càng nhíu chặt. Những ngọc giản này đều chứa bí thuật phong ấn nguyên anh, tuy rằng cao minh hơn trước đây không ít, nhưng so với pháp tắc chi liên vẫn không giúp ích được gì. Chỉ sợ với thế lực đơn bạc của Lạc Phong, thu thập được những thứ này đã là cực hạn. Dù sao trước đây hắn lệnh cho Lạc Phong tìm kiếm cũng chỉ mang tâm tư cầu may mắn. Xem ra qua một đoạn thời gian nữa, phải đích thân đến Hắc Phong đảo một chuyến. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập tiếp tục cầm một khối ngọc giản dán lên trán. Kết quả chỉ vừa xem qua một chút, nét mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Thật lâu sau, hàn lập mới thở dài một hơi ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn khối ngọc giản này tên là cách nguyên thiên tâm luyện bí thuật này không nhằm vào thần thông của nguyên anh mà để giam cầm pháp lực có chút tương tự tám sợi xích đang vây khốn trụ nguyên anh của hắn thông tin cuối cùng của ngọc giản cho biết loại bí thuật này được diễn luyện từ một loại pháp tắc là cách nguyên pháp liên cách nguyên pháp liên chẳng lẽ những sợi xích xung quanh nguyên anh chính là hàn lập thì thào tự nói tuy rằng vẫn không nắm chắc nhưng hắn nhất định phải tìm hiểu bí thuật này có lẽ có thể tìm ra cách tháo được dây xích xung quanh Nguyên Anh. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, cầm lấy những ngọc giản còn lại, tiếp tục dò xét. Đáng tiếc thông tin trong số ngọc giản còn lại đều không có tác dụng. Hắn hít sâu một hơi, ném số ngọc giản này trở lại túi chữ vật, lần nữa lấy ngọc giản có ghi chép cách Nguyên Thiên Tâm luyện gián lên trán, xem xét thật kỹ. Mấy ngày sau, Lạc Phong lại được Hàn Lập dặn dò về việc thu thập tài liệu. Điều này khiến y nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù những thứ đối phương cần đến đều có giá trị xa xỉ nhưng số lượng lại không nhiều lắm, và lại về cơ bản đều là tài liệu có thể thu thập. Nửa tháng sau, tứ hợp tiểu viện vốn đang yên tĩnh, đột nhiên truyền ra tiếng nổ trầm đục liên tiếp. Sau đó, bốn phía nội viện dâng lên hơn 10 cột sáng màu trắng như thạch nhũ, sau đó hóa thành một tầng hơi nước mờ mịt, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Biến hóa cũng không dừng lại ở đó, xung quanh tiểu viện hiện lên mảng lớn hoàng mang, ngừng kết tạo thành một màn hào quang màu vàng, bao phủ màn sương mù màu trắng và cả tiểu viện vào trong. Sau đó một loạt tiếng rít gào sắc nhọn, xung quanh tiểu viện hiện lên bảy tám lá cờ khổng lồ màu bạc, hơi lay động, vô số phù văn màu bạc hiện lên, lập tức hóa thành mảng lớn mây mù màu bạc, vây kín tiểu viện lại. Giờ phút này, trời đã về chiều, ánh chiều chiếu dọi khắp đảo ôm mông. Lạc Phong cùng vài tên trưởng lão đứng ở trên đài cao, nhìn thấy đám sương mù cuồn cuộn bao phủ tứ hợp tiểu viện, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Liễu tiền bối muốn làm cái gì? sao lại tạo nên động tĩnh lớn đến như vậy? Lạc Hán Lương, trước đấy phục mệnh đi tới Hắc Phong đảo tìm kiếm bí thuật không nhịn được bèn hỏi. Liễu tiền bối muốn làm gì, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, càng không nên nhiều chuyện. Lạc Phong âm trầm nói, vâng, Lạc Hán Lương tuy rằng mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo. Chư vị trưởng lão, tuy rằng Lam Tinh tộc hiện tại chưa có động tĩnh gì, nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Huống hồ các người cũng rõ, các tộc khác cũng đều ngấp nghé chúng ta. Hôm nay, An nguy của bồn tộc phụ thuộc tất cả vào Liếu Tiền Bối, không được làm bất cứ điều gì khiến y tức giận. Lạc Phong quay đầu nhìn mấy người, thần sắc nghiêm nghị nói: "Những người khác nghe vậy, dùng mình đáp ứng, các ngươi truyền lệnh xuống, từ hôm nay, phong bế tất cả cửa ra vào trên đảo, đồng thời tăng cường dò xét, không cho kẻ nào quấy nhiễu Liếu Tiền Bối. Trên đảo gần đây xuất hiện không ít kẻ khả nghi, phải chú ý hơn, không được để lộ thân phận của ngài ấy." Lạc Phong suy nghĩ một chút sau đó dặn dò: Đám người đồng thanh đáp ứng sau đó lần lượt bay vụt đi. Rất nhanh nơi đây chỉ còn lại một mình Lạc Phong vẫn đang quan sát tứ hợp tiểu viện, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, trên một khoảng đất trống trong tiểu viện, một pháp trận thật lớn đang từ từ vận chuyển. Trên mặt đất, vô số đường vân màu bạc đan xen lúc sáng lúc tối. Xung quanh pháp trận được bố trí bảy cây cột khắc đầy phù văn, xếp đặt theo dạng thất tinh bắt đầu, thoạt nhìn có vài phần tương tự như tụ tinh đài của cảnh nguyên quan hàn lập ngồi khoanh chân ở giữa trận pháp bất động không nhúc nhích thời gian chậm rãi trôi qua trời chiều rất nhanh chuyển tối hắc ám bao phủ cả tòa hải đảo đêm nay các ngôi sao sáng người dị thường chớp động liên tục hàn lập ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vẻ mặt hiện nét cười trong miệng nói lẩm bẩm phất tay đánh ra một đạo pháp quyết vào trận pháp ông ông đại trận hiện lên hào quang chói mắt từng cỗ linh lực cực lớn chấn động nhộn nhạo tuôn ra mặc dù hắn đã bố trí ba tầng cấm chế cũng không cách nào ngăn trở chấn động của nó. Lúc này Hàn Lập cũng không rảnh để quản những thứ này, hai tay để trước người nhanh chóng kết quyết. Đại trận đột một tăng tốc vận chuyển, bắt đầu thất tinh trên trời sáng ngời, từng đạo tinh quang bắt đầu rủ xuống, tập trung về phía tiểu viện, tạo thành bảy quang trụ sáng ngời. Phốc phốc phốc, bảy tiếng trầm đục vang lên liên tiếp, bảy mắt trận của đồ án bắn ra bảy đạo tinh quang, rót vào bụng dưới, ngực nghi tâm, bảy nơi trên thân thể Hàn Lập. Hàn Lập nhướng mày, xuất hiện một tia đau đớn trên mặt, trên bụng hiện ra bảy đoàn hào quang của bảy ngôi sao. Lực lượng tinh quang rót vào trong cơ thể hắn lóe lên rồi hóa thành một đạo tơ mỏng manh, di động trong kinh mạch. Cùng lúc đó, pháp lực trong đan điền cũng chậm rãi di chuyển. Tơ mỏng tinh quang và pháp lực cùng chuyển động trong kinh mạch, hòa hợp không xung đột. Hàn Lập hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, hai tay tản mát ra hào quang nhẹ nhẹ. Trong kinh mạch xuất hiện vô số phù văn màu trắng pháp lực cùng lực lượng tinh quang và những phù văn màu trắng đồng thời sáng ngời, chậm rãi hòa với nhau thành một thể, thình lình hóa thành một sợi tơ chất sáng màu bạc, hết sức nhỏ bé, bay nhanh tán loạn trong kinh mạch. Một cỗ khí tức đặc biệt tản mát ra từ quang tia. Những tia sáng này là do Hàn Lập kết hợp lực lượng tinh quang với pháp lực của bản thân, đồng thời dựa vào thần thông đặc thù diễn hóa từ một môn bí thuật nhằm phá vỡ sợi xích trói buộc Nguyên Anh. Hy vọng có ích, họ Hàn thì thào tự nói một tiếng, từng quang tia màu bạc chạy vòng quanh cơ thể theo kinh mạch, cuối cùng hội tụ tại đan điền, những quang tia đan chéo lấy nhau, tạo thành một tấm lưới ánh sáng bao phủ Nguyên Anh, sau một khắc bắt đầu siết chặt lại. Nhưng lúc này, Hàn Lập đồng thời vận chuyển luyện thần thuật. Oanh một tiếng, thần niệm lực minh mông toàn bộ được đưa vào đan điền, lập tức hòa thành vô số tinh ti thần niệm, xuyên qua khe hở của lưới ánh sáng, vào tới Nguyên Anh. Ngay tại thời điểm lưới ánh sáng cùng tinh ti thần niệm sắp chạm đến Nguyên Anh, O, -O -N, -N g một tiếng, Hắc quang lóe lên ở mặt ngoài Nguyên Anh, tám sợi xích màu đen hiện ra. Tựa hồ cảm giác được uy hiếp, hắc sắc tỏa liên rung động kịch liệt, vô số sương mù màu đen hiện ra. Màu bạc quang tia cùng tinh thi thần niệm đâm vào đám sương mù màu đen, bùm bùm đùng đùng vang lên liên tiếp, cả hai thứ đều tiêu hao nhanh chóng. Trải qua không biết thời gian bao lâu, màu bạc quang tia cùng tinh thi thần niệm không ngừng xuất hiện và công kích, màn sương mù màu đen cuối cùng bị xé nứt ra. Hắc sắc tỏa liên rung động, lắc lư kịch liệt hắc quang ở ngoài nhanh chóng biến mất. Hàn lập thấy vậy, vui vẻ trong lòng, loại quang tia màu bạc này quả nhiên có tác dụng với hắc sắc tỏa liên. Tâm niệm thúc dục, tinh ti thần niệm hơi lóe lên, hóa thành một lưỡi đào óng ánh màu đen, hung hăng chảm lên hắc sắc tỏa liên. Leng keng leng keng, tiếng nổ lớn vang lên, lưỡi đào óng ánh chảm lên toàn liên, lập tức vỡ vụn, tán loạn thành từng điểm óng ánh, nhưng mà hắc sắc tỏa liên rung động lắc lư càng kịch liệt. Vào thời khắc này, tám đầu tỏa liên lay động kịch liệt, phát ra tiếng rầm rầm, sau đó sáng ngời mãnh liệt. Vô số phù văn màu đen thật nhỏ xuất hiện, một cái thình lình chặn lại trảm kích của tinh thi thần niệm. Tia sáng màu bạc cũng bị vô số phù văn màu đen bao phủ, phảng phất như bị hòa tan, nhanh chóng biến. Sợi xích đen kịt vốn đã mở đi vài phần theo đó nhanh chóng khôi phục. Chương 92, xiềng xích thứ 9. Cảnh tượng thình lình trước mắt khiến khuôn mặt Hàn Lập lập tức trầm xuống. Có điều hắn đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, xiềng xích màu đen xuất hiện quỷ dị, tình huống này vẫn nằm trong dự liệu của Hàn Lập. Hắn thở ra một hơi, trong lòng mãnh liệt thúc dục pháp quyết, vô số tia sáng màu bạc dày đặc hơn so với trước kia tràn vào đan điền, bắt đầu oanh kích xiềng xích màu đen. Âm thanh đồn đột vang lên, tia sáng màu bạc đụng đến phù văn màu đen liền bị đánh tan nhưng cũng đã khiến đối phương tiêu hao không ít. Thần niệm tinh ti biến thành lưỡi đao, tiếp tục chém xuống một luồng sóng của tia sáng màu bạc cùng với thần niệm tinh ti oanh kích khiến phù văn màu đen chung quanh xiềng xích ngày càng trở nên ảm đạm thế nhưng vẻ mặt của hàn lập không lộ ra bất kỳ sự vui mừng nào màu đen của phù văn đúng là đã giảm bớt nhưng mà pháp lực trong cơ thể hắn lúc này cũng đã đến giới hạn mặc dù lúc trước hắn đã chuẩn bị đầy đủ khiến cho pháp lực trong lục phủ ngũ tạng và đan điền đạt đến cực hạn thế nhưng dựa theo tình huống trước mắt như vậy vẫn là không đủ hàn lập khẽ quát một tiếng mãnh liệt thúc giục tất cả pháp lực còn sót lại trong cơ thể khiến cho tia sáng màu bạc trong đan điền lóe lên biến thành tám luồng ngân quang hình bàn tay xuyên thấu phần còn sót lại của phù văn màu đen trong nháy mắt bắt được tám sợi xích màu đen dốc sức kéo mạnh xiềng xích màu đen lập tức bị kéo căng tạo nên đau đớn kịch liệt truyền ra từ nguyên anh hàn lập cắn chặt hàm răng nhưng nội tâm lại khẽ động từ khi nguyên anh bị xiềng xích màu đen phong ấn một chút liên hệ cũng chẳng có nhưng giờ phút này hắn đã cảm thấy được sự liên hệ giữa bản thân và nguyên anh hắn không nói hai lời thúc dục luyện thần thuật tất cả thần niệm thình lình đều tràn vào đan điền một chia thành hai tinh mang lóe lên thình lình hóa thành hai thanh cự phủ óng ánh từng đạo hồ quang điện màu bạc tràn ra từ tia chớp ở hai bàn tay quấn quanh cự phủ hung hăng chảm xuống xiềng xích màu đen đang bị kéo căng một tiếng vang lớn xiềng xích màu đen bị kéo căng kịch liệt run rẩy xuất hiện từng đạo dạn nứt tại vị trí bị chảm hàn lập mừng rỡ trong lòng huy động cự phủ lần nữa chém xuống. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh, từ trong hư không xung quanh người hắn bỗng chấn động, một đoạn xiềng xích màu đen thình lình xuất hiện từ hư không, không đợi Hàn Lập làm ra bất kỳ phản ứng nào, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể hắn và biến mất. Trận pháp tinh quang chung quanh tựa hồ không thể ngăn cản nổi. Két một tiếng, xiềng xích màu đen quấn quanh nguyên anh của Hàn Lập, tám đầu xiềng xích lẫn nhau tại một chỗ. O, O, N, -n G chín sợi xích màu đen mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu đen, phía dưới quay tròn chuyển động, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho hai bàn tay màu bạc đang chộp vào xiềng xích bên trên lập tức bị từng đạo hắc quang chói mắt xuyên thấu, tiêu tán ra. Khanh khanh, đại phủ óng ảnh chém lên bên trên xiềng xích, cũng lập tức nứt vỡ, hóa thành một mảnh oánh quang tiêu tán. Cùng một thời gian, tại một đại điện nằm sâu trong sa mạc ở tiên giới. Cương thi nam tử một tay vừa về trước, toàn thân bị hắc quang chói mắt bao phủ, vô số phù văn màu đen nhảy nhót lập lòe ở bên trong. Xiêng xích quanh người y dung lên bần bật, tựa như vô số xúc tu đang quay cuồng, đánh vào mặt đất cùng đại điện trên vách tường, phát ra từng trận nổ mạnh. Cương thi buông tay, hắc quang trên người nhanh chóng tiêu tán. Siêng xích đang vũ động cũng yên tĩnh trở lại, rơi xuống mặt đất. Lão thất, niềm tình thầy trò giữa hai chúng ta, sư phụ sẽ giúp ngươi lần cuối. Cương thi nam tử trong miệng thì thào tự nói sau đó lập tức nhắm mắt lại. Trong tiểu viện, Hàn Lập bỗng nhiên đứng lên, hai mắt chớp động lam mang, quan sát chung quanh, sắc mặt âm trầm. Đồng thời, hắn không do dự phóng xuất thần thức, bao trùm mô mông đảo và phạm vi hải vực mấy ngàn dặm chung quanh nhưng vẫn không thể phát hiện cái gì. Sau một lúc lâu, hắn đành mang sắc mà tâm tình bất định chậm rãi ngồi xuống. Siêng xích màu đen vừa mới xuất hiện kia, tất nhiên là thần thông cực kỳ cao cường của một người thi pháp cách không truyền đến. Hôm nay xem ra, nguyên anh của hắn đã bị người ta gia tăng phong ấn. Hơn nữa, tu vi của đối phương còn khủng khiếp so với suy đoán của hắn. Trong lúc đó, Hàn Lập trong lòng xẹt qua rồi một cái ý niệm, vội vàng thúc giục thần niệm. Ông ông một hồi nhẹ vang, thần thức khổng lồ tràn vào đan điền, hình thành một tầng tinh quang, bao trùm nguyên anh tầng tầng lớp lớp trong đó. Làm như thế tuy rằng chưa hẳn hữu dụng, bất quá hắn hy vọng có thể che đậy một chút sự liên hệ của ngoại giới. Làm xong hết các việc, Hàn Lập lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo nghỉ năm, đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt từng miếng lớn. Lần này thử nghiệm tuy rằng cuối cùng vẫn bị thất bại, cũng may lại để cho hắn vui mừng chính là phương pháp này hoàn toàn chính xác có khả năng dung chuyển xiềng xích màu đen. Tuy rằng cuối cùng xuất hiện xiềng xích màu đen từ hư không làm hư kế hoạch, dẫn đến cử động lần này thất bại trong gang tắc. Nếu hắn có đủ pháp lực trèo chống, dù cho nhiều thêm một sợi xích nữa, chưa chắc hắn đã không thể cứng rắn phá hủy. Một tháng sau, tại một khu vườn yên tĩnh trên ô mông đảo. Trong đêm, bảy cột sáng màu trắng to lớn từ trên không trung phủ xuống bao phủ toàn bộ tiểu viện vào trong hàn lập mặc một bộ thanh y hai mắt nhắm nghiền khoanh chân ngồi giữa khu vườn tại tiểu viện bên cạnh hắn vô số đốm trắng phát ra hào quang tựa như vô số đom đóm màu trắng vây quanh hắn hắn chậm rãi bay múa thỉnh thoảng đụng nhẹ thoáng qua làn da của hắn rồi lại rất nhanh bắn lên một lần nữa bay xuống trên không trung sân vườn trong tiểu viện ánh sáng trắng mỏng như được bao phủ một tầng lụa trắng bên trong truyền ra từng trận tinh thần lực nồng đậm nhưng mà ôn hòa đúng lúc này chỗ bảy đoàn hào quang màu xanh trên thân hàn lập dần dần biến mất bạch quang bao phủ xung quanh bỗng sáng ngời tiếp theo tự động tiêu tán một chút bảy cột sáng xuyên trời tiếp theo cũng tự động biến mất hắn chậm rãi mở hai mắt ra ngửa đầu nhìn về phía lóe lên tinh không thần tình trên mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói quả nhiên vẫn chưa được suốt một tháng qua hắn thử nhiều loại phương pháp gia tăng pháp lực trong cơ thể nhưng tất cả đều không ngoại lệ, không có chút nào hiệu quả. Mấy ngày gần đây, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện tiểu bắc đầu tinh nguyên công, tìm cách khiến cho uy năng của ngũ tạng đoàn nguyên công tăng lên một chút. Mặt khác, dù đã vẫn hấp thu lực lượng tinh tú như trước thế nhưng bảy đại huyền khiếu trên người hắn đã sớm được lấp đầy, rốt cuộc không cách nào tu nạp thêm nữa. Hàn lập thở dài một hơi, ngắm nhìn bắt đầu thất tinh trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy trong đó mấy viên ngôi sao, hào quang lập lòe giữa, trở nên lờ mờ tựa hồ muốn trùng hợp ở một chỗ đúng lúc này hắn trong lòng tim đập mạnh một cú trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến nếu như không có cách nào để thăng pháp lực trong cơ thể vì sao không tu luyện một cỗ hóa thân vừa nghĩ đến đây hàn lập đưa tay sờ cằm suy nghĩ một cách cẩn thận dùng hóa thân để tích lũy từng chút pháp lực dĩ nhiên có thể đối phó với tình huống nguyên anh bị phong cấm trong cơ thể chỉ cần hóa thân có thể cung cấp pháp lực sung túc hắn liền có thể giải quyết những phiền toái từ xiềng xích màu đen rồi. thế nhưng là hóa thân này đến từ gì đây? tuy rằng hàn lập từng tu luyện qua huyền mẫu hóa anh đại pháp cũng từng dùng đến mục linh anh để tu luyện, nhưng yêu cầu bắt buộc của loại pháp thuật này là phải cô động ra đệ nhị nguyên anh. mà đều muốn cô động đệ nhị nguyên anh, không chỉ có yêu cầu hà khắc, càng cần tiêu tốn lượng lớn tinh lực cùng thời gian. thế nhưng hiện tại, thứ hắn không muốn tiêu phí nhất chính là thời gian của mình một số bí thuật hóa thân khác mà hàn lập biết cũng đều đều cần đến rất nhiều thời gian nên cũng không thể thực hiện ngay khi hắn còn đang do dự trong nội tâm không khỏi nghĩ đến pho tượng đầu lâu trong cấm địa viên ô mông đảo lập tức hai mắt sáng ngời đúng rồi hóa thân địa trích cũng là hóa thân nghĩ tới đây hàn lập lập tức đứng lên một tay phất lên trong tay áo liền có một đạo hào quang bay ra rơi xuống một nơi trên đảo ước chừng nửa khắc chuông sau tại một cấm địa nằm dưới đáy biển ở tây bắc ô mông đảo xuất hiện hai thân ảnh một người trong đó đang mặc thanh sam, thân hình cao lớn, chính là Hàn Lập, mà ở phía sau hắn, một gương mặt nam tử tràn đầy nghi hoặc mặc nho bào, dĩ nhiên là là Lạc Phong rồi. Vừa rồi y đang tu luyện trong động phủ, đột nhiên nhận được Hàn Lập truyền âm phù, bèn chạy ngay đến nơi này vì vậy thoạt nhìn giống như một vị hòa thượng cao chỉ hai thước, với tay sờ không đến đầu. Liễu tiền bối, ngài gọi ta đến cấm địa này là có chuyện quan trọng gì muốn dặn dò. Lạc Phong không nhịn được bèn hỏi, một lát có một số việc muốn hỏi ngươi, hàn lập chỉ trả lời qua loa một chút chứ không giải thích gì thêm sau khi nói xong hắn liền trực tiếp đi đến bệ đá phía trước thò tay cầm lấy đầu lâu của bức tượng đặt ở trước mắt quan sát sau một lát hai mắt hắn lam quang lóe lên một tay điểm tới mi tâm của đầu lâu lạc phong thấy thế trong lòng nhảy dựng mãnh liệt vô thức muốn ngăn cản nhưng rốt cuộc y vẫn đứng yên chỉ có thân thể khẽ nhoài về trước đôi môi hé mở như định nó gì đầu ngón tay hàn lập đụng đến mi tâm của đầu lâu lập tức một luồng hào quang mà mắt thường không thể nào thấy được từ phát ra từ đầu lâu pho tược như là sóng nước giống nhau nhộn nhạo ra cỗ hào quang này tuy không mãnh liệt cũng không có bao nhiêu lực phá hoại nhưng lúc chạm đến khiến cho hàn lập thân hình chấn động mạnh một cái trên mặt của hắn cũng toát ra thần sắc bất khả tư nghị hắn phát hiện nguyên anh đang bị trói buộc trong cơ thể không ngờ phát sinh đồng điệu với thứ này hàn lập suy nghĩ một chút trong tay thanh sắc quang mang đột nhiên sáng ngời một đám pháp lực tinh thuần từ đầu ngón tay bắn ra tiến nhập vào bên trong đầu lâu của pho tượng. Chỉ thấy bên trong đầu lâu, lập tức phảng phất phong bạo xoáy lên, vô số lực lượng tín niệm biên cuồng chuyển động, trong đó bỗng nhiên có mấy đạo màu lam nhạt pháp lực từ đó tuôn ra, trực tiếp va chạm vào luồng pháp lực màu xanh hàn lập đưa vào. Pháp lực màu xanh tuy rằng tinh thuần, cũng chỉ có một đám rất nhỏ, xông lên liền lập tức giống như sương mù mà tiêu tán đi. Hàn lập nhìn luồng màu lam pháp lực kia, mừng rỡ trong lòng, ngón tay từ đầu lâu pho tượng bỗng nhiên vừa thu lại mà quay về, quay người hướng Lạc Phong hỏi. Lạc tộc trưởng, năm đó tổ thần địa trích hóa thân của ô mông đảo các ngươi, ngoài khả năng sử dụng lực lượng pháp tác còn mang thần thông nào khác. Lúc này, tất cả dị trạng đầu lâu pho tượng bên trên cùng chấn động, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phong thấy pho tượng đầu lâu không ngại, mới hơi yên lòng một chút, nghe Hàn Lập hỏi lên như vậy, lập tức mở miệng đáp. Hóa thân địa trích của Lạc mông đại nhân mặc dù không có nguyên anh, nhưng vẫn có thể thông qua tín niệm chi lực chuyển hóa thành bộ phận pháp lực, cho nên cũng có thể sử dụng pháp thuật. chương 93, hai điều kiện tiên quyết, quả nhiên là thế, Hàn Lập nghe Lạc Phong nói vậy, vừa suy nghĩ vừa lầm bầm. Xem ra, lực lượng tín niệm do hóa thân địa trích hấp thu không những có thể ngưng tụ lực lượng pháp tắc, mà còn được thúc giục để chuyển hóa thành pháp lực. Nói cách khác, nếu hiện tại hắn bắt đầu chuyển sang con đường tu luyện địa tiên, Luyện chế ra hóa thân địa trích của mình sau đó tích góp đầy đủ pháp lực thì sẽ có thể dùng nó giúp cho nguyên anh của bản thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của những xiềng xích thần bí kia. Mà vừa rồi tín niệm lực bên trong đầu pho tượng cùng với Nguyên Anh bị xiềng xích trong cơ thể xuất hiện một tia đồng cảm. Xem ra, luyện chế hóa thân địa trích để thoát khốn có lẽ còn có tác dụng khác không thể ngờ tới. Có điều, nếu hắn thật muốn thực hiện kế hoạch này, vẫn còn một ít phiền toái. Một khi bước lên con đường của địa tiên, pháp lực vốn có trong cơ thể sẽ bị tín niệm lực ảnh hưởng. Nếu không cẩn thận, hắn có khả năng vĩnh viễn biến thành một gã địa tiên. Nhưng nếu tại thời điểm Nguyên Anh thoát khỏi trói buộc, khi mà pháp lực còn chưa bị tín niệm lực vấy bẩn, lập tức chấm dứt con đường tu luyện này, một lần nữa theo con đường tu luyện khác thì cũng chưa chắc là không thể thực hiện được. Vẻ mặt Hàn Lập nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang không ngừng rằng xé. Trong tàng thư các có không ít điển tịch về địa tiên. Đa phần chỉ là giới thiệu sơ qua, nhưng lại không có nói rõ như thế nào mới có thể trở thành địa tiên, không biết là Lạc Tộc Trưởng có hiểu rõ vấn đề này không. Sau một lúc, Hàn Lập chợt hỏi Lạc Phong, liễu tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng muốn tu luyện theo con đường địa tiên? Lạc Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc, tạm thời ngươi nói một chút cho ta biết. Hàn Lập từ chối cho ý kiến, hỏi lại, dưới tình huống bình thường, đa số các địa tiên trước đây đều lựa chọn trở thành tồn tại giống như tổ thần bổn tộc. Thông qua việc không ngừng sinh sôi nảy nở để sinh tồn, chính mình sinh hạ mấy đời, thậm chí mấy chục con cháu đời sau. Rồi thông qua đám con cháu cung phụng lâu dài từ năm này qua tháng nọ, tích lũy từng chút tín niệm lực, Đến lúc thích ứng được tín niệm lực bên người, cũng đã tích lũy tín niệm lực ở mức nhất định, sau đó dung hòa thì mới có thể chính thức bước lên con đường tu luyện địa tiên. Lạc Phong thấy vậy, liền chậm rãi nói, nhất định phải là con cháu đời sau mới có thể cung cấp tín niệm lực sao? Hàn lập cao mày hỏi, người bình thường cũng không phải là hoàn toàn không được, nhưng tín niệm lực cung cấp sẽ tương đối hỗn tạp khiến cho ở giai đoạn tổ thần của địa tiên hầu như không có cách nào ngưng tụ được. Tín niệm lực của hậu bối mới là thành tín nhất, độ phù hợp cũng là cao nhất. Thời gian trôi qua, số lượng con cháu ngày càng tăng, cho nên đa số tổ thần muốn đi theo con đường này đều lựa chọn tiêu phí một ít thời gian, gây dựng gia tộc của chính mình Lạc Phong giải thích. Thì ra là thế, người nói tiếp đi, Hàn Lập nhẹ gật đầu, bởi vì tốc độ tu luyện của địa tiên cùng với tốc độ ngưng tụ lực lượng pháp tắc mạnh hay yếu có ít nhiều liên quan với tín niệm lực, cho nên muốn vậy thì phải nhanh chóng gia tăng thực lực, cũng như không ngừng mở rộng khu vực khống chế và tranh đoạt thật nhiều tài nguyên. Chỉ có như thế thì mới có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tộc nhân hơn, làm cho quần tộc của mình mau chóng khuếch trương. Hiện tại với tư cách là người có tu vi cao nhất ôm mông tộc, cũng như có nhiều thời gian tu luyện tại Hải vực Hắc Phong nên Lạc Phong hiểu khá rõ việc trở thành cũng như phát triển tiếp theo như thế nào của một vị địa tiên. Nhưng mà, sau khi nghe đối phương thao thao bất tuyệt giảng giải, trong lòng Hàn Lập không khỏi có chút thất vọng. Con đường trở thành địa tiên cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Đối với tình huống trước mắt của hắn, cơ bản không có khả năng tốn nhiều thời gian để đi bồi dưỡng một gia tộc lớn mạnh về phần kế tiếp là khuếch trương tất nhiên là sẽ chạm đến lợi ích của tổ thần khác sẽ không thể tránh né mà dính vào việc phân tranh cùng chém giết đến vô tận đây là điều hắn tuyệt đối không muốn phát sinh lạc tộc trưởng người vừa mới nói đó là tình huống bình thường chẳng lẽ còn có phương pháp khác hàn lập đột nhiên hỏi cái này thật ra còn một phương pháp khác có thể không đi con đường tổ thần mà là trực tiếp tu luyện thành địa tiên Lạc Phong trần chờ một chút rồi nói, phương pháp này chắc là cần một ít điều kiện đặc thù. Hàn Lập suy nghĩ rồi hỏi, không sai, phương pháp trực tiếp tu luyện thành địa tiên này mặc dù được lưu truyền rộng rãi ở hải vực Hắc Phong, đa số tu sĩ cấp cao đều nghe qua, nhưng hiếm có người thành công. Bởi vì phương pháp này cần phải thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết. Lạc Phong cười khổ một tiếng rồi nói, nói ta nghe một chút, Hàn Lập không biến sắc nói, đầu tiên là, người tu luyện sử dụng hóa thân địa trích không thể dùng tài liệu bình thường mà nhất định phải dùng thiên tài địa bảo có ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Thứ hai, chính là công pháp địa tiên tu luyện phải có khả năng nhảy qua giai đoạn tổ thần. Nói cách khác, đó là công pháp địa tiên cao cấp có thể trực tiếp ngưng tụ tín niệm lực hỗn tạp của người bình thường. Lạc Phong ngưng trọng giảng giải, tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc, công pháp địa tiên cao cấp, Hàn Lập thì thào nói, chân mày cao lại, không dám dối gạt liễu tiền bối, công pháp địa tiên cao cấp thì tộc của ta không thể nào có ngay cả toàn bộ hải vực hắc phong chỉ sợ cũng không có mấy bộ đâu về phần tài liệu trước đây tổ thần lạc mông từng lưu lại trong tộc một ít tài liệu chẳng qua tại hạ kiến thức nông cạn phần lớn đều không thể nhận biết được không biết bên trong có tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc hay không tiền bối tự mình đi kiểm tra một chút xem sao lạc phong thấy vậy liền nói thẳng tốt vậy nhờ lạc tộc trưởng dẫn đường hàn lập gật gật đầu hai người rất nhanh rời khỏi cấm địa sau một lát, xuất hiện tại một mật thất bí ẩn dưới đất ở trong thiên điện. Mật thất này có diện tích không lớn, bên trong đặt hơn 10 cái giá gỗ, phía trên chất đầy tài liệu, có tài liệu yêu thú, cũng có một ít linh thảo, khoáng thạch. Những vật này thoạt nhìn tuy rằng không tệ nhưng cũng chỉ đáng nói với tu sĩ cấp bậc luyện hư, hợp thể thôi. Lạc Phong hiển nhiên biết điều này, trực tiếp dẫn Hàn Lập vào tận cùng bên trong, đến bên cạnh một cái giá ngọc xanh biếc. Giá ngọc này được bao phủ bởi một tầng cấm chế màu xanh, có thế mơ hồ thấy có đặt một ít đồ vật liễu tiền bối vật của tổ thần đại nhân trước kia đều lưu tại nơi đây lạc phong hướng hàn lập nói nói xong y liền lấy ra một lệnh bài màu xanh lắc một cái về phía cấm chế màu xanh bắn ra một đạo ánh sáng xanh một tiếng bụp cấm chế xanh xung quanh giá ngọc lập tức tiêu tán ở trên giá phần lớn là một ít khoáng thạch màu đen hình tròn tản mát ra một cỗ chấn động cực kỳ âm hàn tựa như là một loại tài liệu đặc thù ngoài những khoáng thạch này trên giá còn một ít đồ vật tạp nham, mấy khối vật liệu gỗ màu cam tản mát ra hương thơm, một khối khoáng thạch màu vàng nhạt, còn có hai kiện giáo ngắn pháp bảo tàn phiến, cuối cùng là một ngọc bài màu trắng to cỡ bàn tay. Hàn Lập đem những vật này từng cái cầm lấy, cẩn thận kiểm tra một lần, rồi không khỏi lắc đầu. Hắn nhận biết được vật liệu gỗ màu da cam cùng khoáng thạch màu vàng, đó là hai loại tài liệu luyện khí chân quý. Tuy nhiên, hắn không thể nhận biết được khối khoáng thạch màu đen nhưng trong đó chắc chắn không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng pháp tác nào về phần đôi giáo ngắn trước kia chắc là một kiện linh bảo có uy lực không nhỏ đáng tiếc chẳng biết tại sao linh tính bị hao tổn đã lâu bây giờ không thể trọng dụng rồi lạc phong thấy thần sắc hàn lập như thế không khỏi khẽ thở dài y hy vọng hàn lập có thể tu luyện địa tiên như vậy sẽ không cách nào ly khai hải vực này do đó có thể che chở lâu dài cho lạc gia nhất mạch của y rồi chỉ cần có đủ thời gian lạc gia chắc chắn có thể sản sinh ra một vị tổ thần mới nếu không phải như thế y tuyệt đối sẽ không dễ dàng dẫn hàn lập tới đây vào lúc này một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến hàn lập đang cầm một khối ngọc bài màu trắng cẩn thận xem xét liễu tiền bối ngọc bài này có gì đặc biệt sao lạc phong nao nao hỏi y không biết đã lật xem qua bao nhiêu lần những vật nơi đây khối ngọc bài này cũng như vậy nhưng y cũng không phát hiện vật ấy có gì dị thường hàn lập không trả lời lạc phong ngay sau một lúc lâu cẩn thận đánh giá ngọc bài, hắn mới chậm rãi nói, ta nhất thời cũng không rõ lắm. Ngọc bài này tựa hồ có chút cổ quái, ta mang về nghiên cứu một chút, không thành vấn đề. Lạc Phong lập tức đồng ý, về phần tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng công pháp địa tiên cao cấp, ta còn muốn phiền ngươi giúp ta lưu ý một chút. Có bất cứ tin tức gì lập tức báo cho ta biết. Hàn Lập phân phó, Liễu Tiền Bối cứ yên tâm, vãn bối lập tức an bài xong xuôi. Lạc Phong đáp ứng, sau một lát trong mật thất của tứ hợp tiểu viện. Hàn Lập Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt chấp động không thôi, sắc mặt lộ vẻ do dự. Trước mắt xem ra, nếu muốn trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề Nguyên Anh bị phong ấn, chỉ có tìm cách đi theo con đường biệt tiên không như bình thường rồi. Chẳng qua là phải giải quyết được hai cái điều kiện tiên quyết kia mới được. Hải vực Hắc Phong vô cùng rộng rãi, phong phú, có mấy chỗ trong đó cũng giống bí cảnh, tuy rằng bốn bề nguy hiểm nhưng mà nuôi dưỡng một chút thiên tài địa bảo, yêu thú kỳ dị không chừng có thể tìm được tài liệu có ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lật tay lấy ra một vật. Chính là con mắt mà hắn thu được sau khi đánh chết tên cự nhân một mắt trong bong bóng thần bí ngày trước. Độc mục này phóng ra ánh sáng có thể làm cho động tác người ta trì trệ, đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Trước đây, mặc dù hắn cũng đã tra xét nhưng lúc ấy thời gian cấp bách nên không có tra xét rõ ràng. Hiện tại cần phải từ từ nghiên cứu một phen nếu có một tia lực lượng pháp tác ẩn chứa trong đó sẽ khiến hắn giảm đi không ít công sức miệng hàn lập lẩm nhẩm hai mắt lập lòe lam quang đồng thời mi tâm vỡ ra một đạo hắc văn hiện ra một con mắt đen nhánh chính là phá diệt pháp mục ba con mắt đồng thời sáng ngời mỗi con mắt bắn ra một đạo hào quang ba đạo hào quang hai lam một đen hội tụ đến một chỗ chậm rãi dung hợp hàn lập lẩm nhẩm tay không ngừng bấm niệm pháp quyết ba đạo hào quang rất nhanh dung hợp hoàn toàn lóe lên hóa thành con mắt xanh đen tản mắt ra từng vòng ánh sáng xanh đen quỷ dị bao phủ độc mục trong tay hắn đồng thời hắn cũng phát ra thần thức từng đạo thần niệm vô cùng nhỏ bé hiện ra bọc lại độc mục thẩm thấu vào bên trong thứ này là một lát sau nội tâm hàn lập vui vẻ thần thức không ngừng dò xét quả nhiên đã phát hiện ra một chút ít ở sâu bên trong độc mục mơ hồ hiện ra mấy cái quang điểm màu trắng cực kỳ nhạt nội tâm hàn lập khẽ động tia thần niệm lần nữa biến đổi hóa thành dạng sương mù hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng mấy điểm trắng đó. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở to mắt, thần thái lóe lên. Tuy rằng vô cùng yếu ớt nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, bên trong điểm trắng này xác thực ẩn chứa một chút ít chấn động pháp tắc. Chương 94, Di ngôn của tổ thần. Hàn Lập đè nén hưng phấn trong lòng, vô số ý niệm theo đó xoay chuyển. Xem ra hắn đoán không sai, lúc trước cự nhân một mắt phát ra ánh sáng có chứa năng lực gây hiệu quả trì trệ, chính là một loại công kích ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó. Chỉ là thứ mà độc mục này tản mát ra đến tột cùng là loại pháp tắc nào thì hắn không dám xác định. Tuy nhiên, cự nhân này thi triển phần lớn thủ đoạn là thuộc tính thổ, lại từng thi triển qua một loại thần thông nào đó tăng trọng lực lên đối thủ. Chẳng lẽ, bên trong con mắt này ẩn chứa pháp tắc có thuộc tính thổ cùng pháp tắc có thuộc tính trọng lực? Có lẽ vậy, Hàn Lập lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ là ẩn chứa pháp tắc gì, hắn chỉ cần biết đây là tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc là đủ rồi. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, con mắt xanh đen trước người lóe lên rồi tiêu tán. Thân sắc có chút mệt mỏi, hắn lật tay lấy ra một gốc vân hạc thảo, nuốt vào, sau một lát mới khôi phục lại. Hàn lập đem độc mục thu hồi trong pháp khí chữ vật, rồi lật tay lấy ra một vật là viên hạch đào mặt người mà trước đây hắn đã dùng thần thức tra xét qua. Miệng hàn lập mấp máy lầm nhầm lập tức hai mắt cùng phá diệt pháp mục ở mi tâm lóe lên lần nữa rồi bắn ra ba đạo quang mang, ngưng tụ ra con mắt màu xanh đen. Gợn sóng xanh đen bao phủ hạch đào mặt người thần niệm tinh ti cũng xuất hiện cùng thẩm thấu vào bên trong hạch đào. Thời gian từng giờ trôi qua, Hàn Lập khẽ nhếch miệng rồi mở mắt. Con mắt xanh đen lóe lên tiêu tán, thần niệm tinh ti cũng rời khỏi hạch đào. Hắn lần nữa lấy ra một gốc vân hạc thảo ăn vào. Sau đó hắn đùa dỡn hạch đào trong tay, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Mặc dù rất yếu ớt nhưng lần này hắn xác thực cảm ứng được bên trong hạch đào ẩn chứa một tia pháp tắc có chút thuần túy thuộc tính thổ. Trong thời gian kế tiếp, Hắn lại lấy ra mấy hạch đào mặt người khác, dò xét từng cái một, quả nhiên đều giống nhau. Xem ra vận khí của hắn quả thực là không tồi, ngẫu nhiên ở bên trong khoảng cách giữa giới diện lại lấy được đồ vật bất phàm như thế. Trước mắt xem đã giải quyết xong vấn đề thứ nhất trong hai vấn đề tu luyện biệt tiên, nhưng lựa chọn như thế nào giữa độc mục cùng hạch đào thì cần phải hiểu rõ ràng mới được. Hàn Lập thở phào một hơi, hai mắt híp lại, trầm ngâm. Căn cứ từ tin tức lấy được từ chỗ Lạc Phong, hóa thân địa trích ngưng tụ pháp tác loại nào có quan hệ không nhỏ đến loại lực lượng pháp tác nào ở bên trong tài liệu luyện chế ra bản thân pho tượng. Hắn muốn luyện chế ra loại hóa thân địa trích đặc thù thì càng có liên quan trực tiếp tới loại lực lượng pháp tác nào ẩn chứa bên trong tài liệu. Hàn lập nhanh chóng lắc đầu, hiện tại xem ra cân nhắc vấn đề này còn khá sớm. Việc cấp bách trước mắt là phải tìm được công pháp địa tiên cao cấp rồi hãng tính tiếp. Hắn cẩn thận thu hồi hạch đào mặt người sau đó lần nữa lật tay lấy ra một vật, chính là miếng ngọc bài màu trắng. Hai mắt Hàn Lập hiện ra ánh sáng màu lam, thi triển minh thanh linh mục. Khi hắn nhìn vào thì mặt ngoài của ngọc bài đang bị bao phủ bởi một tầng nước có ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Ánh sáng màu xanh lam này làm cho Hàn Lập có cảm giác kỳ quái, cũng không phải là một cấm chế đơn giản. Giữa lam quang mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều làn sóng giống như hư ảnh, ẩn chứa ba động nhẹ nhẹ của một tia thủy thuộc tính. Hiển nhiên người thi triển cấm chế trên ngọc bài này chính là tổ thần Lạc Mông. Có điều đám người lạc phong tựa hồ không phát hiện được lam quang trên ngọc bài. Hàn lập nhìn ngọc bài trong tay, ánh mắt hiện ra một tia hiếu kỳ, ngón tay búng ra liên tục. Hơn 10 đạo ánh sáng trắng bắn ra xung quanh hiện thành mười mấy cán trận kỳ màu trắng. Trận kỳ hiện ra ánh sáng trắng trói mắt rồi ngưng tụ thành một pháp trận hình hoa sen trắng, ong ong vận động không ngừng. Hàn lập phất tay ném ngọc bài màu trắng ra, lập tức bị pháp trận hoa sen trắng khống chế, lơ lửng giữa không chung. Hai tay hắn bấm niệm, đánh ra từng đạo pháp quyết hào quang xung quanh bên trong pháp trận hoa sen lưu chuyển hiện ra vô số phù văn màu trắng theo pháp quyết của hàn lập rồi hội tụ và thẩm thấu vào bên trong ngọc bài vầng sáng xanh nhạt trên ngọc bài lập tức sáng lên ngăn cản phù văn màu trắng xâm nhập bất quá những phù văn màu trắng này được hàn lập điều khiển biến hóa khôn lường từng chút một đột phá khỏi sự phong tỏa của vầng sáng xanh lam thâm nhập vào bên trong ngọc bài cấm chế bất phàm trên ngọc bài màu trắng muốn cưỡng ép tiêu trừ thật không dễ dàng May mà Hàn Lập có hiểu biết rất sâu đối với trận pháp cấm chế, cộng thêm lực lượng thần thức cường đại cùng Minh Thanh Linh mục củng cố, đã nhìn ra được một ít manh mối, cũng không phải là không thể tiêu trừ được. Thời gian từng giờ trôi qua, phần sáng xanh lam trên ngọc bài phát ra càng ảm đạm, rất nhanh chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Đi, Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh hơn. Pháp trận Bạch Liên bỗng nhiên sáng ngời, hiện ra vô số phù văn màu trắng, hội tụ vào một chỗ, hình thành mười mấy cây rùi nhọn trắng hung hăng đâm vào ngọc bài. Tách, tầng lam quang cuối cùng trên ngọc bài lấp lóe kịch liệt mấy lần, rốt cục vỡ vụn ra. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, đang muốn phất tay bắt lấy ngọc bài. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra, một ít phù văn trên ngọc bài đột nhiên nguyễn động, phảng phất như là một vật sống. Bạch quang từ trên ngọc bài vô cùng lóa mắt lan ra, ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn dáng mây màu trắng, phát ra âm thanh ẩm ẩm như sấm rền. Đây là cái gì? Hàn Lập giật mình, đứng dậy chỉ thấy từ ngọc bài không ngừng phun ra một mảng mây trắng lớn quay tròn xung quanh ngọc bài hình thành một vòng xoáy quỷ dị lớn vài trường trung tâm vòng xoáy xuất hiện một cái lỗ đen thui lúc đầu chỉ lớn chừng nắm tay nhưng theo chuyển động của vòng xoáy thì càng lúc càng lớn sau mấy hơi thở nó hóa lớn bằng cái cối say từ đó kịch liệt khuếch tán ra chấn động không gian thoạt nhìn thông đạo đen nhánh sâu không lường được không biết đi thông tới nơi nào hàn lập nhìn thông đạo kỳ dị trước mắt rất nhanh tỉnh táo lại nhắm hai mắt Thả thần thức dò xét trong đó. Bất quá sau một lát, hắn mở to mắt, có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bên trong lối đi này tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị, đã cách trở thần thức của hắn, khiến cho hắn không cách nào thăm dò kỹ càng tình huống bên trong. Cỗ lực lượng này cũng không yếu, nếu hắn muốn cưỡng ép thăm dò, lấy lực lượng thần thức của hắn tự nhiên có thể làm được, chỉ là hiện nay một nửa lực lượng thần thức của hắn dùng để ngăn cách nguyên anh liên hệ cùng ngoại giới, cơ bản là không có cách nào sử dụng toàn lực sau nửa ngày đứng nguyên tại chỗ dù còn chút do dự cuối cùng hắn vẫn chuyển mình một cái nhảy vào thông đạo đen nhánh bên trong là một thông đạo phạm vi hơn một trượng bốn phía đều được bạch quang chiếu sáng ở ngoài trăm bước một cánh cửa đen ngòm hiện ra trong hư không vừa đi xuyên qua cửa động một cỗ hương thơm kỳ dị lập tức ập đến hàn lập vô thức cao mũi nhíu mày liếc nhìn bốn phía chỉ thấy xung quanh là một cánh rừng cổ thụ xanh um tươi tốt phạm vi gần một dặm sương mù bao phủ dày đặc bốn phía, nhìn tựa hồ là một tiểu bí cảnh. Sau khi quan sát một chút, hắn liền phát hiện thiên địa linh khí nơi đây tựa hồ không khác biệt mấy so với hải vực hắc phong, cũng không giống động thiên phúc địa. Cổ thụ xung quanh đều cao hơn trăm trượng, thân cây thẳng tắp, tới gần ngọn mới phân ra rất nhiều trạc cây, tạo thành một tầng tán cây xanh ngắt, kết nối với nhau che kín cả mặt đất, khiến cho toàn bộ khu rừng đều có vẻ hơi u ám. Trong rừng ít có bụi cây sinh trưởng, cũng không thấy được bất kỳ động vật gì, Nhìn rất tĩnh mịch, không có bao nhiêu sinh khí. Hàn Lập nhìn xuyên qua khoảng cách giữa các cây cổ thụ thì thấy ở sâu bên trong rừng cây có một khu vực tương đối rộng rãi, tựa hồ như là một quảng trường. Hắn chậm rãi đi xuyên qua rừng cây, liền phát hiện nơi đó thực sự không phải là quảng trường, chỉ là một nơi có phạm vi 10 trượng mà không có một cây cổ thụ nào, có chút trống trải. Tại gò đất trung tâm ở nơi này, một cây kỳ dị có hoa màu tím sinh trưởng lẻ loi. Bông hoa hình dáng như là mẫu đơn, to như lá sen, toàn thân tím sập lá có chút giống với lá chuối, nhụy hoa lại giống như màu gà, thoạt nhìn có chút yêu dị. Vừa rồi mùi hương kỳ dị mà hắn ngửi được chính là phát ra từ bông hoa này. Ở chỗ cách mấy trượng bên ngoài cây hoa này có một tòa lầu gỗ hai tầng, cao không quá ba trượng. Bởi vì không được tu sửa trong một thời gian dài, cửa chính, cửa sổ đều đã mục nát, mái hiên cũng đã sụp xuống hơn phân nửa, khắp nơi trên tường đều mọc đầy rêu xanh, nhìn qua mười phần rách nát. Trong lầu gỗ phía cửa ra vào bên trái, có một bộ thi hài màu xám trắng, nửa thân trên ngồi tựa vào bức tường hai bàn tay của bộ xương giơ cao trước người như là đang trụm lại mà hướng của ngón tay chỉ lại chính là gốc hoa màu tím ánh mắt hàn lập dò xét thi hài một lát đột nhiên đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ kinh ngạc hắn lập tức bước nhanh về phía trước ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thi hài áo quần của thi hài này sớm đã mục nát rách mướp khắp nơi nhìn tựa như từng mảnh nước bùn trên xương cốt của thi hài thì bám vào một tầng bùn đất dày đặc cùng bụi bặm nhưng mà nhìn xuyên qua bụi bặm lại có thể nhìn thấy ở phía trên xương cốt tựa hồ còn lưu chút ánh quang nhẹ nhẹ, nhìn có chút kỳ lạ. Nhiều khả năng khi còn sống cũng là người tu hành đắc đạo. Hàn lập thò tay vung nhẹ, một cơn gió màu xanh lá trong nháy mắt thổi qua, quét sạch bụi đất cùng quần áo trên bộ xương khô, lộ ra một bộ xương cốt trắng như tuyết óng ánh. Xoạch, từ bộ xương khô truyền ra một âm thanh nhẹ, mấy khối ngọc giản cùng một cái nhẫn chữ vật rơi xuống dưới. Hàn lập tiện tay nhặt lên khối ngọc giản, đánh giá một lát sau đó đặt lên mi tâm, thần thức của hắn liền chìm vào trong đó. Trong ngọc giản không có vật khác, chỉ có mấy lời tâm sự. Nếu như hậu nhân lạc gia của ta có duyên nhập cảnh này, không cần ngạc nhiên. Ta là tổ thần lạc mông, lúc trước hóa thân bị thương nặng, bế quan đã hơn 9.000 năm. Vốn muốn bồi dưỡng đản hồn hoa, đúc lại hóa thân địa trích, chỉ còn cách hơn 3.000 năm nữa là thành công thì lại gặp phải cường địch. Mặc dù diệt sát được đối phương nhưng cũng khiến bản thân trọng thương, bệnh tích chữ lâu ngày khó chữa, sợ đã không kịp, sau ngày rằng. Sau một lát, hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên mở ra, không khỏi có chút thổn thức trong lòng, lạc mông không ngờ đã vẫn lạc hơn nghìn năm trước, ngay cả người trong tộc cũng không biết. Thế nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, mới không có chút tin tức nào truyền ra, khiến cho các thế lực đối địch của Hàn tinh tộc dù sớm đã ngấp nghẽ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đến những năm gần đây mới bắt đầu đối phó với ô mông đảo. Đây cũng xem như may mắn trong bất hạnh, chương 95 Tiểu Bình mất linh. Hàn lập không cất ngọc giản trong tay đi mà đặt lại bên cạnh thi hài của Lạc Mông. Dù sao đối phương cũng đã từng là tổ thần của Ô Mông Đảo, mặc dù đã chết do kiếp nạn của bản thân đã tới nhưng cuối cùng cũng để lại di ngôn. Còn về việc y không rõ trong tộc có bất kỳ tu sĩ đại thừa nào hay không, cho nên mới không cho tộc nhân biết, nhờ vậy mà cố ý dùng kế hoãn binh thì rốt cuộc cũng không thể xác định chính xác được. Tuy nhiên, di ngôn cũng đã đề cập, nếu như ngày sau thật sự có tộc nhân độ kiếp thành công, liền có thể lấy những tài liệu mà y lưu lại để luyện chế hóa thân địa trích, trở thành tổ thần mới của ô mông đảo để tiếp tục che chở tộc nhân về sau. Tuy nói đại đạo vô tình, nhưng loại lấy tín niệm huyết mạch làm căn cơ tổ thần trên con đường tu luyện địa tiên, so với con đường tu tiên bình thường thì có thêm một chút vướng bận, cũng như vài phần khói lửa chiến tranh ở nhân gian. Đạo hữu lạc mông, mặc dù ta không thể trở thành tổ thần mới của ô mông đảo, nhưng nếu đủ khả năng thì ta sẽ chú ý bảo vệ tộc nhân của ngươi một chút những tài liệu này của ngươi xem như là thù lao cho ta hàn lập thầm thì với thi hài dứt lời hắn thu hồi ánh mắt tiện tay cầm lấy một trong ba khối ngọc giản còn lại trên mặt đất đặt vào mi tâm sau một lát khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên bên trong ngọc giản này ghi chép phương pháp chuẩn xác để luyện chế hóa thân địa trích hắn đang rất muốn tìm hiểu một chút về phương pháp luyện chế trước mắt này căn cứ theo lời kể bên trong luyện chế hóa thân địa trích không chỉ có quy trình cực kỳ phức tạp hơn nữa còn cần rất nhiều loại tài liệu hỗn tạp khác nhau cực kỳ khó tìm mà tài liệu đặc thù nhất và cũng không thể thiếu được nhất chính là một loại linh tài có tên là đản hồn hoa lúc luyện chế hóa thân địa trích nguyên liệu phải có là một cây đản hồn hoa nguyên vẹn từ đó lấy ra đản hồn dịch thể rồi cho thêm các tài liệu khác vào sau đó cùng nhau luyện chế mới có thể thành công hoa này càng lâu năm thì hiệu quả luyện chế càng tốt linh trí của hóa thân cũng càng cao tuy nhiên hoa này tối thiểu phải từ vạn năm trở lên nếu không không có cách nào đạt được hiệu quả trong việc ngưng hồn. Nếu hoa này từ 10 vạn năm trở lên, hiệu quả ngưng hồn có thể đạt được gần như hoàn mỹ. Ở phần cuối cùng của Ngọc Giản, cũng có giới thiệu và mô tả sơ qua về đàn hồn hoa. Hoa này sinh trưởng dưới trăm năm có lá không có hoa, trăm năm mới có thể nở ra một đóa hoa trắng, ngàn năm sau thì màu sắc và hoa văn từ trắng chuyển sang đỏ, năm ngàn năm sau chuyển từ đỏ sang tím, tám ngàn năm thì màu sắc càng đậm, sẽ sinh ra nhụy hoa hình dạng màu gà đến lúc hoa được vạn năm, trên cánh hoa sẽ xuất hiện một đạo kim văn, rồi cứ cách vạn năm sẽ xuất hiện thêm một đạo. Về phần từ 10 vạn năm trở lên, hoa có xuất hiện bất kỳ biến hóa gì hay không cũng không thấy có bất kỳ ghi chép gì trong ngọc giản, có lẽ bởi vì nó quá mức hiếm thấy. Hoa này ngoại trừ dùng để luyện chế hóa thân địa trích ra còn lợi ích giúp địa tiên đột phá tiến giai khi gặp bình cảnh. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc hoa lại cực kỳ khó khăn, nghe nói có thể tìm được một cây ngoài ngàn năm đã quý như lông phượng, vải lân. Cho nên trên thị trường ở toàn bộ hải vực Hắc Phong, đừng nói có đàn hồn hoa hơn vạn năm, mà là năm nghìn năm cũng vô cùng hiếm thấy, căn bản chính là có muốn cũng không được. Cách hàn lập không xa, dĩ nhiên không thể nghi ngờ chính là đàn hồn hoa. Xem hình dáng của nó ít nhất cũng đã hơn 8.000 năm, nếu đem tới hải vực Hắc Phong tuyệt đối đủ khiến cho bất cứ thế lực nào tương tự gia tộc địa tiên táng ra bại sản. Hàn Lập suy nghĩ một chút sau đó lại cầm một tấm ngọc giản khác lên. Nội dung bên trong khối ngọc giản này có chút đặc thù, từ ngữ sử dụng có chút khác biệt so với bình thường, mang ý nghĩa thâm sâu và khó hiểu. Lúc đầu hắn thấy có chút không rõ ràng nhưng sau khi hắn nghiên cứu một lúc thì hắn liền mừng rỡ phát hiện ra ngọc giản này ghi chép phương pháp luyện hóa tín niệm lực. Trong đó bao gồm làm như thế nào bản thân sử dụng tín niệm lực, cũng như làm sao chuyển hóa làm pháp lực cùng với cách ngưng tụ lực lượng pháp tác. Phần còn lại trong ngọc giản ghi chép một ít tâm đắc của Lạc Ngông trong quá trình tu luyện hàng ngày cùng với một ít phân tích, giải thích về cách tu luyện của tổ thần hàn lập nhìn qua loa một chút không nghiên cứu kỹ nhưng trong ngọc giản có nhắc đến một ít nội dung khiến hắn có chút đề tâm bởi vì vị trí địa lý của hải vực hắc phong khá đặc thù diện tích hải dương rộng lớn hơn xa lục địa bên trong lại có thiên địa nguyên khí chảy không ngừng dĩ nhiên thủy thuộc tính là sung túc nhất cho nên ở chỗ này nếu ngưng tụ cùng tu luyện thủy pháp tắc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tu luyện các loại lực lượng pháp tắc khác hơn nữa bởi vì thiên thời địa lợi nếu cùng với người khác tranh đấu tại đây sử dụng thủy thuộc tính sẽ tăng thêm 3 phần công lực so với loại pháp tắc khác. Cũng chính bởi vì điểm này, nếu muốn tìm điển tịch địa tiên có chứa thủy pháp tắc ở đây sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho tất cả số lượng tài nguyên có chứa thủy pháp tắc đều rất khan hiếm, một khi xuất hiện sẽ lập tức bị người ta tranh đoạt điên cuồng. Hàn lập thu hồi ba khối ngọc giản, ánh mắt chú ý lên chiếc nhẫn chữ vật, tìm tòi trong đó. Quả nhiên, bên trong nhẫn chữ vật toàn là tài liệu luyện chế hóa thân địa trích thủy thuộc tính được nhắc ở trong ngọc giản, trong đó bao gồm cả đầu pho tượng bằng lam tinh thạch mà lúc trước hắn đã gặp qua. Hàn Lập không chút khách khí thu lấy toàn bộ đồ vật bên trong túi chữ vật, sau đó nhìn về gốc đản hồn hoa ở cách đó không xa. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn tiến đến vài bước, lấy trưởng thiên bình thường hay đeo trước ngực xuống, mở nắp bình, cẩn thận đem một giọt lục dịch trong bình, rót xuống. Đây là số lục dịch hắn đã ngưng tụ được trước khi rời khỏi linh hoàn giới. Kể từ lúc đặt chân đến hải vực hắc phong này, tâm tư của hắn đặt hết vào việc thoát khỏi xiềng xích nên không có cơ hội sử dụng nên lục dịch được lưu lại đến bây giờ. Hiện tại có bình này thúc giục gốc hoa này sinh trưởng đến hơn vạn năm là không khó. Nếu như thời gian cho phép, hắn còn tính toán thúc giục hoa này sinh trưởng đến 10 vạn năm. Trong thời gian tiếp theo, hắn tìm tòi toàn bộ khu rừng cũng như lầu gỗ qua một lần nhưng cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt nên hắn liền từ không gian thông đạo quay trở về mật thất. Lúc hắn vừa mới bay ra khỏi thông đạo, trong nháy mắt, lối đi ông ông rung động lắc lư, tản mát ra một chùm quang mang màu trắng rộng lớn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất vô tung. Ngọc bài màu trắng một lần nữa lại hiện ra, bên ngoài lập lè linh quang, lơ lửng trên không, tản mát ra từng đợt chấn động không gian yếu ớt. Hàn lập thò tay thu ngọc bài về, cất vào vòng tay chữ vật của hắn. Cái ngọc bài này xem ra chính là chìa khóa mở bí cảnh của tổ thần Lạc Mông. Hôm nay, cấm chế của nó đã bị hắn phá vỡ, về sau giống như đang mang theo một kiện động thiên chi bảo, bản thân làm chuyện gì cũng tiện lợi rất nhiều. Hàn Lập nghĩ vậy, liền khoanh chân ngồi xuống, lấy khối ngọc giản có ghi phương pháp luyện chế hóa thân địa trích ra tìm hiểu. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, trên bầu trời ô mông đảo hiện ra một vầng trăng tròn sáng tỏ. Vậy là đã đến tối, đang trong mật thất khoanh chân tìm hiểu, bỗng nhiên Hàn Lập đứng dậy, lóe lên một cái đã xuất hiện ở ngoài viện. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng to lớn trên không trung, thò tay gỡ trưởng thiên bình trên cổ xuống, để trên mặt đất. Không bao lâu, từng đạo bạch quang từ phía trên không lao xuống, hội tụ trên tiểu bình, hình thành từng quang điểm màu trắng. Xung quanh bình hiện ra một khe hở màu trắng rất lớn, có chút chói mắt. Hàn lập mắt thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, động tĩnh mà trường thiên bình hấp thụ nguyệt hoa tại tiên giới so với lúc ở linh hoàn giới lớn hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ cần ánh trăng sung túc là có thể ngưng tụ ra một giọt lục dịch chỉ sau hai ngày, còn tình huống trước mắt, chẳng lẽ có thể ngưng tụ ra một giọt chỉ trong một ngày. Hàn Lập hưng phấn nghĩ, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một chùm ánh sáng màu xanh hiện lên, bao trùm dị tượng xung quanh trường thiên bình. Sau đó, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, lấy ra ngọc giản lúc trước, tiếp tục tham ngộ. Mộ. Một đêm trôi qua, Hàn Lập mở to mắt, phất tay xua tán ánh sáng màu xanh, cầm lấy trường thiên bình, biểu tình hơi ngẩn ra. Nắp bình căn bản không có cách nào mở được, nói cách khác, trong bình cũng không ngưng tụ ra lục dịch. Có lẽ vẫn phải là hai ngày hàn lập có chút bất đắc dĩ thì thào một tiếng không để trong lòng quá mức lại ngồi nguyên tại chỗ tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu cho đến khi màn đêm buông xuống vào thời điểm dị tượng khi tiểu bình hấp thu nguyệt hoa xuất hiện hắn mới lần nữa thi pháp che giấu dị tượng buổi sáng ngày hôm sau hắn cầm lấy trường thiên bình rồi sắc mặt có chút khó coi bởi vì tiểu bình như trước không có cách nào mở ra được chẳng lẽ thiên địa linh khí ở tiên giới không nồng đậm như ở linh hoàn giới sao trong đầu Hàn Lập vừa xuất hiện ý niệm có chút hoang đường, liền bị bác bỏ ngay. Đêm hôm đó, hắn một lần nữa đem Trường Thiên Bình đặt ở trong tiểu viện, lúc này đây, hắn không có nhắm mắt tìm hiểu Ngọc Giản, chăm chú không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tiểu bình. Tình huống tiểu bình hấp thu ánh sáng nguyệt hoa không có gì khác. Tuy nhiên, đến sáng sớm hôm sau, Lục Dịch vẫn không xuất hiện. Điều này làm cho tâm tình Hàn Lập có chút nôn nóng. Phải biết rằng, sở dĩ hắn có thể đi đến được như hôm nay, ngoại trừ việc chú ý cẩn thận ở bên ngoài, thì có thể nói phần còn lại đều nhờ vào công lao của trường thiên bình. Nếu như bình này mất khả năng ngưng tụ lục dịch, chính là hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi. Ví như việc trước mắt, nếu muốn làm cho đàn hồn hoa sinh trưởng đến vạn năm, chỉ sợ là một sự tình cực kỳ khó giải quyết. Chẳng qua hiện tại nếu đưa ra kết luận thì vẫn còn khá sớm, dù sao nơi này là chân tiên giới, không giống như linh hoàn giới hoặc linh giới. Hắn mang theo vài phần hy vọng, tiếp tục thử nghiệm. Ngày thứ tư, lục dịch vẫn không xuất hiện. Ngày thứ năm, giống như trước, ngày thứ sáu, nháy mắt, đã qua hơn 10 ngày. Ban đêm, trường thiên bình vẫn hấp thụ bạch quang như trước đây, nhưng mà sự xuất hiện của lục dịch thần bí vẫn không có chút dấu vết nào. Bên trong mật thất, Hàn Lập nhìn trường thiên bình trước mắt, thần sắc có chút âm trầm. Nhớ ngày đó tại nhân giới, bất quá cũng tầm 7-8 ngày là ngưng tụ được một giọt lục dịch. Vậy mà hôm nay thời gian đã gấp đôi so với trước kia nhưng trong bình vẫn trống không chuyện này đến giờ chưa từng phát sinh làm cho hắn có cảm giác trở tay không kịp chỉ là trải qua những ngày này suy nghĩ hắn cũng nghĩ đến hai khả năng thứ nhất bởi vì nguyên nhân nằm ở chân tiên giới căn cứ lời lúc trước của chân tiên mã lương khi hạ giới đã nói trường thiên bình chính là vật thuộc về cửu thiên quan một thế lực lớn ở tiên giới giờ phút này tiểu bình trở về tiên giới trong đó hẳn đã phát sinh một chút biến hóa mà hắn đã không thể nhận ra thứ hai lúc ở bên trong giới diện Cùng với độc mục cự nhân chiến đấu một trận, bình này đã hấp thụ một đạo ánh sáng pháp tắc ẩn chứa lực lượng trì trệ, đã sinh ra một ít ảnh hưởng đến bình. Hàn Lập thở nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trường Thiên Bình mặc dù là bảo vật quan trọng nhất của hắn nhưng cũng không có nghĩa là nếu thiếu nó, hắn không cách nào sinh tồn. Hơn nữa, tình huống của Trường Thiên Bình hôm nay cũng không có nghĩa là không có cách nào sinh ra lục dịch, tối thiểu thì mỗi lúc trời tối nó còn có thể hấp thu bạch quang. Đi từng bước tính từng bước vậy, chương 96, lục dịch tái hiện, Hàn Lập cất trường thiên tiểu bình đi, dự định sau này vẫn tiếp tục cho bình nhỏ hấp thu nguyệt hoa vào mỗi tối, từ từ theo dõi sự biến hóa của nó. Về phần đàn hồn hoa cần cho việc luyện chế hóa thân địa trích, chỉ có thể tìm biện pháp khác thôi. Nghĩ vậy, Hàn Lập xoay người trở về mật thất, đứng trước bàn gỗ. Trên bàn lúc này có một khay ngọc nhỏ, bên trên có đựng một món đồ màu xanh lớn cỡ đầu người, chính là phần đầu của hóa thân địa trích được thờ phụng tại cấm địa ô mông đảo trước đây. Cách đó vài ngày, khi hắn đi tìm Lạc Phong, có thuận tay mượn tạm phần đầu mang về, cũng đã tiến hành nghiên cứu qua một tí. Hắn lấy đầu lâu đặt trong khay ngọc ra, đặt trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi lên bồ đoàn, miệng nói lẩm bẩm. Một tầng ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh thân hắn, sau đó tách ra rồi bao lấy đầu lâu màu xanh, khiến nó lơ lửng giữa không trung. Hai tay Hàn Lập chuyển động cực nhanh, tư thế quỷ dị, Động tác cổ quái thoạt nhìn giống như động tác tế trời của man tộc chưa được khai hóa, trong miệng hắn lẩm bẩm một số chú ngữ thâm sâu khó hiểu. Theo động tác của hắn, mặt ngoài đầu lâu xuất hiện một vầng sáng màu xanh quỷ dị. Vầng sáng lập lòe bất định, bên trong truyền ra vô số âm thanh khe khẽ, giống như âm thanh tụng niệm. Hư không chung quanh thỉnh thoảng hiện ra từng điểm thanh quang không ngừng tụ lại bên trong đầu lâu. Những đốm sáng xanh này chính là lực lượng tín niệm của con dân khắp nơi trên đảo được đầu lâu hóa thân địa trích ngưng tụ về đây một luồng sức mạnh vô hình lan ra khắp nơi theo sự lập lòe của ánh sáng màu xanh. Trong hư không, nổi lên từng trận rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy được, thậm chí ngay cả mật thất giữa tiểu viện cũng bắt đầu rung lắc. Hàn lập không đổi sắc mặt, chú ngữ trong miệng phát ra càng thêm rồn rập. Lam quang do đầu lâu phát ra nhảy lên vài cái, sau đó mới từ từ ổn định lại. Sức mạnh này quả thật sự không phải tầm thời. Ẩn chứa bên trong là sức mạnh tín nhiệm đã được tích góp từng chút một trong suốt gần 10 vạn năm qua. Chỉ tiếc lạc mông đã vẫn lạc, không có cách nào điều khiển được luồng sức mạnh tập trung ở bên trong đầu lâu hóa thân địa trích. Hắn cũng chỉ là dựa theo phương pháp đã được ghi chép lại ở trong ngọc giản, chậm rãi tìm hiểu thử nghiệm cùng với cảm thụ một chút tín nhiệm lực, chuẩn bị đôi chút cho giai đoạn tu luyện hóa thân địa trích của mình. Lúc này, thần sắc trên mặt hàn lập khẽ đồng, một tay đánh vào hư không, hào quang cấm chế xung quanh mật thất lập tức nứt ra một khe hở, xuất hiện một phù lục bạch quang. Hắn chộp lấy phù lục, đảo thần thức qua, sau đó đặt đầu lâu màu xanh trở lại khai ngọc rồi mới rời khỏi mật thất. Bên ngoài sân nhỏ của tứ hợp viện, Lạc Phong cung kính khoanh tay đứng đợi hắn. Lạc tộc trưởng, người cầu kiến ta gấp như vậy, không lẽ là có tin tức của công pháp cao cấp địa tiên? Không chờ đối phương mở miệng, Hàn Lập hỏi, liễu tiền bối đoán không sai, chính xác là có một ít manh mối về công pháp cao cấp địa tiên. Hôm qua, trong lúc tụ hợp với vài đạo hữu quen biết, vãn bối vô tình biết được một tin tức, nghe nói tại đại hội đấu giá lần kế tiếp của đảo Hắc Phong Đảo, sẽ có công pháp cao cấp địa tiên xuất hiện, cho nên lập tức quay về thông báo cho tiền bối. Lạc Phong chắp tay thi lễ với Hàn Lập, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Lạc tộc trưởng có lòng rồi, đại hội đấu giá lần kế tiếp còn khoảng mười mấy năm nữa. Lúc này, còn muốn nhờ tộc trưởng tiếp tục nghe ngóng một chút, ngoài tin tức về công pháp cao cấp địa tiên ra thì có bất kỳ tin tức gì về đàn hồn hoa hay không? Hàn Lập nghe vậy trong lòng khẽ động, gật đầu nói. Được, liễu tiền bối cứ việc yên tâm, Ta đây liền phân phó cho tộc nhân thăm dò." Lạc Phong gật đầu đáp, bộ dạng muốn rời khỏi đây. "Lạc tộc trưởng, chờ một chút." Hàn Lập bỗng nhiên gọi Lạc Phong lại, "Liễu Tiền Bối, còn có chuyện gì?" Lạc Phong xoay người lại, hơi ngẩn ra, "Không có gì, chỉ là những ngày qua vì chuyện của ta khiến cho các ngươi hao tâm tổn trí, Liễu Mỗ ghi tạc vào lòng." Hàn Lập há miệng muốn nói, nhưng khóe mắt hiện lên một tia kỳ dị, thôi không nói tiếp. "Liễu Tiền Bối nói quá rồi, đây đều là những việc mà chúng ta nên làm." lạc phong mừng rỡ trong lòng vội vàng khoát tay hai người rãnh rỗi tán gẫu một hai câu sau đó lạc phong lập tức rời đi hàn lập nhìn theo bóng dáng lạc phong rời đi sau đó quay người trở về mật thất lúc nãy hắn tính báo cho y biết về sự tình bên trong bí cảnh về thi hài của lạc mông nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây nên đành im lặng việc này liên lụy rất nhiều người nhất là về sự tồn tại của gốc đản hồn hoa nếu hắn nói ra bây giờ không biết sẽ có phát sinh thêm bất kỳ sự cố nào không. Đợi tới thời cơ chín mùi, hắn sẽ nói ra cho bọn họ biết vậy. Nửa tháng sau, vào lúc sáng sớm, mặt trời đỏ tươi chậm rãi mọc lên từ đường chân trời phía xa. Tia sáng ấm áp của mặt trời xuyên thấu màn đêm, báo hiệu bình minh, chiếu sáng từng tia sóng lăn tăn trên mặt biển. Toàn bộ ô mông đảo được bao phủ bởi một vầng hào quang ấm áp. Trên đảo, tại mấy chỗ đặt pho tượng của Lạc Mông, dân cư trên đảo cùng tu sĩ tụ tập đông đảo, tất cả đều tiến hành cùng một nghi thức, đó là cầu nguyện. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên tứ hợp trong tiểu viện, khiến nó sáng bừng lên. Giờ phút này, tại mật thất bên trong tiểu viện, Hàn Lập đang nhắm mắt điều tức, chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt hiện lên một tia tinh mang, trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu, kết hợp với việc nghiên cứu đâu lâu địa trích của Lạc Mông để lại, hắn đã có một ít tâm đắc với việc ngưng tụ cũng như chuyển hóa sức mạnh tín nhiệm. Nói cách khác, nếu có hóa thân địa trích của riêng mình, cũng như sở hữu công pháp tu luyện địa tiên cao cấp thích hợp kết hợp với việc chuyển hóa lực lượng tín niệm lực thu nhận từ cư dân trên ô mông đảo, Hàn Lập nắm chắc năm sáu phần có thể khiến cho Nguyên Anh thoát khỏi trói buộc của những xiềng xích thần bí kia, khôi phục tu vi. Chỉ là, Trường Thiên Bình không có cách nào ngưng tụ ra lục dịch như trước đây. Đối với đản hồn hoa vạn năm cùng công pháp địa tiên cao cấp, xem ra chỉ còn trông chờ vào đại hội đấu giá 10 năm sau tại Hắc Phong đảo rồi. Hơn 10 năm, vẫn còn một đoạn thời gian, Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm hắn rời khỏi mật thất như một thói quen, đi đến một nơi trong tiểu viện, không người nhặt lấy tiểu bình màu xanh lá cây. Vừa cầm lấy tiểu bình, hắn khẽ nhướng lông mày, trên tay truyền đến một cảm giác khác thường. Tiểu bình có vẻ nặng hơn lúc trước rất nhiều, trong lòng hắn khẽ động, lấy tay để lên nắp bình, thử mở. Nắp bình liền được mở ra mà không tốn một chút công sức nào. Hàn lập nhanh chóng đặt tiểu bình lại gần trước mắt, đưa mắt nhìn vào trong bình. Khi nhìn xuống đáy bình, trong lòng hắn không khỏi vui mừng dưới đáy tiểu bình một giọt chất lỏng màu xanh lá cây nhỏ như một hạt đậu men theo thân bình chảy xuống lục dịch đã một lần nữa ngưng tụ trở lại có điều trạng thái lục dịch có chút khác biệt so với lúc trước màu sắc có vẻ đậm hơn hơi muốn chuyển sang màu đen sắc xanh chỉ còn le lói đôi chút hàn lập cầm tiểu bình nhìn đi nhìn lại nhiều lần tâm tình dần trở nên bình tĩnh mặc dù hắn đã tính đến tình huống xấu nhất nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn luôn ôm một tia hy vọng nếu tiểu bình thật sự mất linh đó quả thật là đả kích lớn nhất mà hắn phải gánh chịu còn hơn cả việc bị mất đi tất cả pháp bảo cũng may ông trời không phụ lòng người thiệt là liễu ám hoa minh tuy nhiên so với trước kia thời gian ngưng tụ lục dịch có vẻ hơi dài đến tận một tháng tốn nhiều thời gian như vậy không biết là lục dịch ngưng tụ ra sẽ có công dụng gì mới nghĩ đến đây hàn lập không khỏi có chút mong chờ bèn quay về ngay mật thất hắn thả ra tất cả các cấm chế bàn tay vung lên lấy ra miếng ngọc bài màu trắng mở ra thông đạo tiến vào bí cảnh. Bên trong bí cảnh, mọi thứ đều như cũ, gốc đàn hồn hoa yêu dị vẫn đứng lẻ loi tại đó, chỉ có điều, hài cốt của Lạc Mông đã được Hàn Lập chôn bên cạnh nhà gỗ với một phần mộ nho nhỏ. Hàn Lập lại gần bông hoa màu tím sau đó không chút do so dự mở nắp trường thiên bình, nhỏ lục dịch xuống nhụy hoa. Hắn nhìn chằm chằm vào giọt lục dịch rơi vào nhụy hoa của đàn hồn hoa, tâm tình thấp thỏm không yên. Cảm giác này cũng giống năm đó khi họ Hàn mới biết công dụng của lục dịch trong lúc tiến hành thí nghiệm lần đầu tâm tình của hắn vừa có chút kích động vừa có chút mong chờ sau một ngày một đêm chờ đợi sáng sớm hôm sau hàn lập tiến vào bí cảnh trực tiếp đi đến đản hồn hoa chỉ mới có một ngày trôi qua mà gốc đản hồn hoa kia đã xuất hiện biến hóa kinh người khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ trên mặt cánh hoa đã xuất hiện một đạo kim văn nhỏ như tơ nhện chạy dài xung quanh cánh hoa cả bông hoa giống như là được thêu một đường viền màu vàng theo lời lạc mông lưu lại trong ngọc giản từ sau vạn năm, trên mặt cánh hoa sẽ sinh ra một đạo kim văn, cứ cách một vạn năm sẽ có thêm một đạo, kéo dài đến 10 vạn năm. Gốc đàn hồn hoa này đã được 8.000 năm, theo như cảnh tượng phát sinh trước mắt, công hiệu của giọt lục dịch này ít nhất cũng có thể giúp hoa tăng trưởng thêm 2.000 năm. Kết luận này làm cho Hàn Lập có vẻ hài lòng. Trước mắt, khi trở về tiên giới, lục dịch thu thập được khá chậm chạp, thế nhưng công hiệu của một giọt này lại hơn hẳn lúc ở linh hoàn giới gấp mấy chục lần. Sau đó, hàn lập lại chờ thêm một tháng để xác nhận rằng trường thiên bình quả thật có thể tiếp tục ngưng tụ được một giọt lục dịch cuối cùng tâm trạng nặng nề như bị hòn đá treo trước người đã được gỡ xuống nhưng hắn cũng không có buông lỏng bản thân mà tập trung nghiên cứu phương pháp luyện chế hóa thân địa trích thỉnh thoảng sẽ lấy đầu lâu pho tượng ra cẩn thận nghiên cứu một phen trong nháy mắt ba tháng lại trôi qua trong suốt thời gian này mỗi ngày hắn đều suy diễn trình tự luyện chế hóa thân địa trích một cách kỹ càng Hàn Lập lúc này đã nghiên cứu phương pháp luyện chế đến mức thấu triệt. Chỉ cần đợi đến lúc đàn hồn hoa thành thục cũng như thu thập đầy đủ tài liệu, hắn nhất định có thể một lần luyện chế thành công hóa thân địa trích. Dưới sự thúc dục sinh trưởng của lục dịch trong tiểu bình, tất cả các cánh hoa của đàn hồn hoa đã sinh ra đạo kim văn thứ hai. Theo hắn tính toán, cần thời gian một tháng tại tiên giới mới có thể ngưng tụ ra một giọt lục dịch, công hiệu thúc đẩy sinh trưởng trong khoảng 3.000 năm. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, trong vòng 3-4 năm nữa, hắn sẽ có được một cây đản hồn hoa hơn 10 vạn năm tuổi. chương 97, ba gã tổ thần, trời chiều ngả bóng về Tây, dưới ánh chiều tà vàng óng bao phủ trọn vẹn, đảo ôm mông nổi bật một màu vàng óng ả trên mặt biển đen. Ở trên đảo, bên trong giữa rừng núi thấp thoáng một vài thôn xóm phạm nhân, từng làn khói bếp bốc lên lượn lờ. Đội thuyền neo đậu trên bến cảng càng ngày càng nhiều. Có vài tên tu sĩ ô mông đảo đang dò xét bốn phía trên đảo, rồi nhìn về một căn nhà, trên mặt đều tràn đầy vẻ thỏa mãn. Trận đại chiến hơn nửa năm trước thiếu chút nữa khiến Lạc gia bị diệt tộc, giờ có thể bình yên vượt qua đều dựa vào vị lão tổ tông trong nhà kia che chở. Bọn họ hôm nay không có hy vọng xa vời nào khác, chỉ hy vọng có thể ở chỗ này lặng lẽ tu luyện, giữ vững vị trí tổ tiên truyền xuống trên phần đất này. Ồ, thân sắc của gã tu sĩ cầm đầu khẽ động, nhìn về phía hải vực xa xa. Có chuyện gì vậy? Những người khác thấy vậy, cũng vội vàng dừng lại, lời còn chưa dứt, chỉ thấy mặt biển xa xa dâng cao lên rồi một cơn sóng cao vài chục trượng cùng gió ù ù động trời cuồn cuộn lao về đảo ô mông không chỉ một vùng hải vực phía trước mà toàn bộ mặt biển trong tầm mắt mấy người đều thấy dâng lên từng cơn sóng lớn đang mãnh liệt kéo đến theo đó bốn phía mặt đất đều rung động chuyển đến từng trận ù ù trầm đục mấy người thấy vậy sắc mặt kịch biến người cầm đầu nọ vội vàng lấy từ trên thân ra một vòng tròn có hình cái bọc kéo một phát thì có một đạo hào quang sáng lạn phóng lên trời nhưng bọn họ không biết là lúc này trong phạm vi trăm dặm hải vực xung quanh đảo ô mông giống như đang sôi trào dâng lên liên tiếp từng đạo sóng lớn rồi từ bốn phương tám hướng ập tới một đạo nhân ảnh từ bên trong chủ điện của lạc gia bắn ra chính là lạc phong thần thức của y sớm đã bao trùm hải vực xung quanh hòn đảo sắc mặt trở nên khó coi chỉ nghe vài tiếng vèo vèo lại có mấy đạo thân ảnh từ bốn phía ở trên đảo khác bay vụt tới xung quanh lạc phong chính là vài vị trưởng lão hợp thể kỳ Bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện ra dị thường xuất hiện ở xung quanh hòn đảo, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Vào thời khắc này, kịch biến lần nữa phát sinh, sóng lớn mãnh liệt ập đến bỗng nhiên hội tụ cùng nhau, ngừng tụ thành một màn nước vô cùng to lớn, từ xung quanh hòn đảo đồng thời từ từ dâng lên, rồi hội tụ ở phía trên trung tâm hòn đảo. Trong nháy mắt, một màn nước trong suốt vô cùng lớn xuất hiện, bảo phủ trọn đảo ôm mông vào bên trong. Đám người lạc phong gặp tình hình này, hết sức kinh hoàng. Tộc trưởng, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, một gã trưởng lão ấp úng hỏi, là địch nhân đến, và lại còn là kẻ địch mạnh mẽ chưa từng có. Nhanh đi mời liễu tiền bối, sắc mặt tái xanh, Lạc Phong lớn tiếng ra lệnh cho một gã trưởng lão bên cạnh. Người nọ không nói hai lời, lập tức độn quang bay về phía chỗ ở của Hàn Lập. Lệnh xuống dưới, lập tức khởi động tất cả cấm chế trên đảo. Lạc Phong gấp rút hạ lệnh tiếp, sau mấy hơi thở, các nơi phụ cận chủ điện lập lè hào quang, mở ra một đại trận cấm chế bao phủ các nơi trọng yếu. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang vô cùng sáng ngời từ đằng xa phía chân trời lóe lên rồi hiện ra, lấy tốc độ không thể tưởng tượng bay tới phía chủ điện lạc ra. Chỉ trong nháy mắt ba đạo thân ảnh đã xuất hiện tại đó. Đi đầu là một đại hán khôi ngô mặc áo giáp trắng khắc hoa văn, mặt nạ bao trùm, che khuất hầu hết, chỉ hé phần mặt, miệng lòi ra hai cái răng nanh uốn lượn, toát lên vẻ hung ác. Bên cạnh đại hán áo giáp trắng là một lão giả áo đen, da hơi ngâm đen, mắt lóe ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, óng ánh. Người thứ ba là nữ tử áo lam, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, dung mạo thùy mị nhưng cái mũi hơi nhọn, thân hình gầy gò và hơi cong. Kỳ lạ là vẻ mặt ba người đều có chút ngốc nghếch, rất ít linh hoạt, phảng phất giống như ba con rối hình người được chế tác cực kỳ tinh xảo. Ngươi, các ngươi, Lạc Phong nhìn xuyên thấu qua màn nước thấy ba người này, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy, phảng phất giống như gặp phải quỷ. Các trường lão khác, một ít tu sĩ lớn tuổi cũng giống như gặp quỷ vậy, thần tình vừa quái dị lại vừa sợ sợ phần lớn những tu sĩ lạc gia trẻ tuổi không nhận biết được ba người trên không trung nhưng chứng kiến thần tình tộc trưởng và các trưởng lão thì biết rõ lai lịch của ba người này nhất định rất lớn sắc mặt cũng trở nên bất định tinh thần bất an tổ thần hàn khâu tổ thần lục khôn tổ thần hộc cốt lạc phong thở dài từ từ lên tiếng tựa như muốn vứt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng đám tu sĩ lạc gia trẻ tuổi nghe được câu đó sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch hai người lục khôn cùng hộp cốt đều là tổ thần ở hai hải đảo có khoảng cách tương đối xa ô mông đảo, song phương cũng không có xuất hiện quá nhiều tranh chấp. Nhưng mà tổ thần hàn tinh tộc hàn khâu cách đây không lâu xâm chiếm đảo ô mông cùng với tổ thần ô mông đảo và lạc gia có thể nói là đại địch vạn năm sinh tử. Ba người tổ thần hàn khâu đều tách ra khoảng cách hơn trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống thấy ánh mắt nơm nớp lo sợ của mọi người ô mông đảo phía dưới khiến ánh mắt vốn là có chút ít ngốc nghếch lại lộ ra vẻ lạnh lẽo đạo hữu hàn khâu, người xác định tên lạc mông kia đã vẫn lạc. Thế nhưng ta nghe nói, vài ngày trước hàn tinh tộc các người bị tổn binh hao tướng mà về là sao? Mắt lão giả áo đen khẽ động sắc lạnh, rồi nói. Trong lời nói còn có ý chất vấn, hư, nếu là lạc mông còn sống, sao có thể trong gần vạn năm chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác? Về phần vài ngày trước, tộc của ta bị nhục là vì gần đây ô mông đảo có một vị tiên nhân nữa tới tỏa chấn. Đại hàn áo giáp trắng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra cái gì đạo hữu hàn khâu về việc này trước giờ ngươi cũng không có đề cập qua với chúng ta chẳng lẽ cố ý khi dễ nữ tử áo làm có chút kinh sợ chất vấn lông mày hoa dâm trên mặt lão giả áo đen khẽ cao lại cũng có chút bất mãn nhìn đại hàn áo giáp trắng hai vị an tâm chớ có vội ta đã tra ra chi tiết người nọ chỉ là một tu sĩ hạ giới vừa mới phi thăng mà thôi không biết như thế nào lại đến nơi này căn bản không đáng để lo mà cũng phải nói lại nếu như giờ phút này ô mông đảo không có người tỏa chấn, hàn mỗ cần gì phải mời nhị vị. Hàn khâu bình thản nói, tu sĩ hạ giới vừa mới phi thăng, nữ tử áo lam nghe câu đó, sắc mặt hơi dịu đi vài phần nhưng trong lời nói có vài phần lưỡng lự. Đuôi lông mày lão giả áo đen trao lên, có vẻ trầm ngâm nhưng cũng không lập tức tỏ thái độ. Như vậy đi, sau khi chuyện này thành công, ngoại trừ thù lao lúc trước đã thương lượng xong, hàn mỗ nguyện ý đưa cho hai vị mỗi người thêm một viên tử ngọ minh thần đan, coi như là đền bù tổn thất do trước đó hàn mỗ đã không nói rõ. Nhị vị hài lòng chưa? Hàn khâu thấy vậy, còn cười cười nói. Hắc hắc, nếu như hàn đạo hiếu có thành ý như thế, ta cùng đạo hiếu hộp cốt tự nhiên sẽ không ngờ vực vô căn cứ thêm nữa. Lão giả áo đen cười hắc hắc rồi nói. Nữ tử áo lam cũng chậm rãi gật đầu. Hai vị nghĩ như vậy là đúng rồi. Chỉ là một tên tiểu tu sĩ vừa mới phi thăng mà thôi, sao có thể đỡ nổi ba người chúng ta liên thủ. Hàn khâu cười to nói nếu thế hãy động thủ ngay, tránh đêm dài lắm mộng. Lão giả áo đen nói một câu, xuất thủ trước tiên. Lão vung tay lên, hải vực phía dưới lập tức ẩm vang một tiếng, dâng lên hơn 10 cột nước vô cùng lớn, mỗi một cột đều có kích thước vài chục trượt, như liền trời tiếp đất. Những cột nước chợt đan chéo, rồi ngưng tụ, hòa làm một thể, hóa thành một bàn tay chống trời khổng lồ cao chừng mấy trăm trượng, vỗ một trưởng phô thiên cái địa xuống chỗ đám người lạc phong. Bàn tay khổng lồ chưa tới, một cổ cuồng phong đã ầm ầm lao đến, các nơi trên vòng bảo hộ cấm chế kịch liệt run rẩy cơ hồ bị cuồng phong thổi nứt ra một số chỗ hơi ít cấm chế liền rắc một tiếng trực tiếp hóa thành từng điểm ánh sáng nhọn bị phá vỡ sắc mặt đám người lạc phong đại biến đều muốn tránh né nhưng căn bản không kịp mắt thấy sắp bị bàn tay khổng lồ nghiền nát vào thời khắc này một tiếng thét dài từ đằng xa truyền đến rồi chỉ trong giây lát có một đạo độn quang màu xanh nhanh như điện bay vụt đến nhoáng một cái xuất hiện ở trước đám người lạc phong bóng người màu xanh trong hư không đánh ra một quyền một cỗ man lực vô hình xé rách hư không phát ra tiếng giết gào kinh thiên những nơi đi qua hư không nổi lên từng vòng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được đập vào bàn tay nước biển khổng lồ ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa bàn tay nước biển khổng lồ bị quyền lớn đánh nát nổ tung hóa thành bọt nước đầy trời bắn ra tung tóe khắp bốn phương tám hướng một cỗ sóng khí phảng phất giống như sóng cả tràn qua mọi nơi những nơi sóng khí đi qua đều nổi lên vòi rồng bất kể là núi đá hay cây cối khi bị cuồng phong cuốn qua thì hoặc là vỡ vụn từng khúc, hoặc là biến thành bột phấn. May mắn phụ cận không có phàm nhân nên cũng không tạo ra thương vong. Ánh sáng màu xanh quanh bóng người trên không trung tiêu tán, hiện ra thân ảnh hàn lập. Thần sắc ba người hàn khâu biến đổi, tổ thần đại nhân, mọi người ôm mông đảo vô cùng vui mừng kêu lên giống như hoan hô vì còn sống sót sau tai nạn vậy. Lạc Phong cũng thở nhẹ nhưng trên mặt lại chợt hiện ra vài phần lo lắng. Tuy rằng thực lực hàn lập cường đại, thế nhưng đối phương có tới ba vị tổ thần. Ba vị đạo hữu là cao nhân phương nào, đến ô mông đảo của ta muốn làm gì? Hàn lập thu hồi cánh tay, ánh mắt đảo qua ba người trên không trung, trầm giọng quát hỏi. Liễu tiền bối, ba người này là tổ thần ở các hòn đảo phụ cận khác. Đại hàn áo giáp trắng đứng chính giữa là tổ thần hàn tinh tộc hàn khâu, lão giả áo đen bên cạnh là lão tổ lục khôn, nữ tử trung niên được xưng là phu nhân hộp cốt. Lạc phong bay đến bên cạnh hàn lập, truyền âm nói hàn lập nghe những điều này trong lòng khẽ động nhưng thần sắc trên mặt hắn không thay đổi chút nào hàn khâu đạo hiếu sự tình cùng lời ngươi nói xem ra không giống nhau người này đúng là huyền tiên không phải như người nói là loại yếu kém đâu ánh mắt lục khôn lộ ra một tia hàn ý nhìn về phía lạnh khâu truyền âm sắc mặt phu nhân hộc cốt cũng có chút không dễ coi theo ta được biết người này phi thăng đến nay còn chưa đủ một năm coi như là huyền tiên pháp lực trong cơ thể tất nhiên vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực. Căn bản không đủ gây lo ngại, nhưng hàn khâu ngược lại rất chấn định, mỉm cười truyền âm lại. Lão tổ lục khôn cùng phu nhân hộc cốt nghe lời này, liếc nhìn nhau, đều không nói gì. Các hạ chính là liễu đạo hiếu, ba người chúng ta là ai, không cần phải nói chắc hẳn các hạ cũng có thể đoán được. Ô mông đảo cùng ba nhà chúng ta chính là kẻ thù truyền kiếp. Hôm nay ba người chúng ta tới đây, thề diệt lạc gia. Việc này vốn không liên quan gì đến đạo hiếu, các hạ tốt nhất đừng tham gia vào vũng nước đục, lập tức rời đi. Sự tình các hạ tiêu diệt mấy tên tộc nhân bổn tộc cách đây vài ngày, ta có thể coi như chuyện cũ mà bỏ qua. Ánh mắt hàn khâu lóe hàn quang, trầm giọng nói. Lạc Phong nghe những lời này, liền trột dạ, tâm thần có chút bất định, vội liếc về phía hàn lập. Thần sắc đám người lạc ra xung quanh đều đại biến, tộc nhân cao tuổi thì kinh sợ với tình huống trước mắt. Còn những tộc nhân trẻ tuổi hơn thì kinh sợ khi nghe những lời hàn khâu nói ra hàn khâu xương hô vị tổ thần này là liễu đạo hiếu khiến tộc nhân trẻ tuổi của lạc gia không khỏi nhớ tới trong tộc vẫn âm thầm lưu truyền một lời đồn đại là tổ thần hiện nay không phải là lạc mông mà là người khác trưởng lão trong tộc một mực nghiêm khắc phủ nhận lời đồn đại này cũng nghiêm cấm tộc nhân bàn luận nhưng bây giờ xem ra việc này rất có khả năng là sự thật ha ha chỉ sợ làm các hạ thất vọng rồi nếu như ta đã đáp ứng bảo hộ ô mông đảo thì sẽ không nuốt lời ba vị đạo hữu cứ như vậy mà thối lui đi tránh để tổn thương hòa khí. Hàn Lập bình thản nói, không chút quan tâm tới ý tứ uy hiếp trong lời nói của đối phương. Chương 98, bị nhốt, yêu cầu chúng ta thối lui, một tên tiểu tử hạ giới vừa mới phi thăng như ngươi, cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Hàn Khâu vừa nghe lời đó, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ tay về phía Hàn Lập. Ánh sáng trắng lóe lên rồi trước người y bỗng nhiên hiện ra một màn xương màu trắng. Sương mù cuồn cuộn, đan xen chồng chéo lẫn nhau một âm thanh xé gió truyền ra, một cây băng chùy trắng cao vài trượng hiện ra. Toàn thân bạch quang chớp nháy liên tục, từ đó mơ hồ biến hóa, từ một hóa thành hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong nháy mắt, hiện ra vô số băng chùy trắng chẳng chịt, số lượng thật phô thiên địa cái, che kín nửa bầu trời, đồng loạt phóng về phía Hàn Lập. Vô số băng chùy đang bay đầy trời phát ra một luồng khí cực kỳ âm hàn khiến nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên cực lạnh. Trong hư không, ngưng tụ ra rất nhiều tảng băng óng ánh, như là muốn đóng băng hoàn toàn khu vực này. Ngay khi Hàn Khâu ra tay, Lão Tổ Lục Khôn cùng với phu nhân hộp cốt cũng đồng thời ra tay. Lão Tổ Lục Khôn đánh ra một trường được bao phủ ánh sáng xanh xuống mặt biển, lòng bàn tay hiện ra từng điểm sáng xanh óng ánh, phát ra âm thanh vù vù. Âm ầm trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, cuồn cuộn phóng lên, liên tục không ngừng mở rộng. Một âm thanh lớn bỗng vang lên như tiếng vó của hơn một vạn con ngựa, bên trong xoáy nước mơ hồ có thể thấy lập lòe ánh sáng xanh. Hai mắt phu nhân hồ cốt hơi khép lại, tay bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng đen bên ngoài thân khẽ chấp, bay ra một đám khói đen chui vào đám mây trắng trên bầu trời. Trong chốc lát, mây trắng trở nên đen xì như mực, cuồn cuộn không ngớt. Một cỗ chấn động không rõ truyền ra, những chỗ hơi nước nồng đậm trong vòng ngàn dặm nhanh chóng lao về phía đám mây đen, ngưng tụ rồi bành trướng. Lúc này, ở phía dưới, Hàn Lập thấy không ổn, lập tức quanh người lưu chuyển ánh sáng xanh rồi hắn phóng lên trực tiếp lao qua băng chùy đang bay đầy trời bay về phía hàn khâu và hai người kia trong nháy mắt trên ngực và bụng hắn lóe lên bắt đầu tinh quang cơ thể hàn lập rung rung rồi đột nhiên cơ thể hắn phình to gấp ba lần bình thường trên hư không hắn đánh ra một quyền một luồng man lực đáng sợ tuôn trào ra cả hư không đều kịch liệt rung chuyển sau đó nổ tung vô số gợn sóng màu trắng hiện ra tầng tầng lớp lớp mà mắt thường có thể nhìn thấy được từ trung tâm quyền ảnh khuếch tán ra xung quanh băng trùy xanh từ khắp nơi lao vụt đến va vào gợn sóng trắng lập tức phát ra tiếng nổ liên tiếp không dứt rồi vỡ tung hóa thành vô số mảnh băng vụn bắn ra khắp bốn phương tám hướng hàn khâu thấy vậy sắc mặt không thay đổi hai tay nhanh chóng bấm niệm liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết từng mảnh băng vụn lại bùm một tiếng một lần nữa vỡ tung thành màn xương băng màu trắng tràn ngập xung quanh trong khoảnh khắc màn xương bao phủ xung quanh hàn lập trong phạm mấy trăm trược rồi mãnh liệt tuôn ra một luồng chấn động pháp tắc hàn lập chỉ cảm thấy bốn phía là một màn xương băng hắn vung tay áo một đạo cuồng phong xuất hiện quét sạch màn xương xung quanh nhưng mà cho dù hắn làm thế nào đi chăng nữa thì màn xương màu trắng này chỉ tiêu tán một chút liền xuất hiện trở lại không có cách nào thổi bay hoàn toàn hàn lập không tiếp tục để ý đến màn xương băng này nữa trực tiếp lao thẳng vào bên trong nó Màn sương băng xung quanh hắn giống như một vật sống, lập tức nhau đến quấn quanh cơ thể hắn. Nhưng đối với trình độ của hắn mà nói, độ lạnh của màn sương băng này không đáng lo ngại. Vèo một tiếng, Hàn Lập trong nháy mắt liền bay khỏi phạm vi sương băng bao phủ. Ánh sáng xanh bao quanh thân thể hắn trở nên đậm hơn, cánh tay nâng lên định đánh một kích lôi đình về phía ba người Hàn Khâu. Nhưng sau đó hắn biến sắc, trước mặt trống không, ba người Hàn Khâu đột nhiên biến mất vô tung. Hắn dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh con người bỗng nhiên co rụt lại, ba người hàn khâu bình thản đứng phía xa, cách hắn khoảng mấy trăm trượng. Ánh mắt hàn lập đảo qua xung quanh, chợt giật mình. Không phải ba người hàn khâu đột nhiên di chuyển vị trí, mà lúc hắn xuyên qua màn xương trắng, giác quan có chút đảo loạn thay đổi phương hướng mà là bay trách về một phía của màn xương trắng. Ngay sau đó, hắn nhăn mày, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy hai chân, bụng dưới, các loại bộ vị bị từng sợi xương trắng nhỏ như sợi tóc quấn quanh. Từng đợt quỷ khí âm hàn xuyên qua những sợi xương mù thẩm thấu vào cơ thể khiến toàn thân hắn chết lặng, cảm giác giống như bị đông cứng. Hàn lập không chút nghĩ ngợi, khẽ quát một tiếng, tinh tú đồ án trên ngực bụng hắn bỗng nhiên sáng ngời, bên ngoài thân thể liền được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng manh, lập tức ngăn cản những sợi xương trắng quỷ dị lại, không cho tiếp cận cơ thể hắn. Những chuyện này nói rất dài dòng nhưng sự tình thật sự chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi. Không chờ cho hắn có bất cứ hành động nào khác, dầm một tiếng, một quái vật khổng lồ từ xoáy nước dưới mặt biển bắn ra. Đó là một cự nhân màu lam cao vài chục trường, cơ thể giống như tạo thành từ nước biển, thoạt nhìn có chút xấu xí. Đầu lớn thân nhỏ, kích thước tay chân dài ngắn không đều, giống như được người ta tùy ý dùng mì nặn ra. Thủy cự nhân màu lam bay lên, thân hình to lớn chắn trước hàn lập. Bàn tay màu lam to như một căn phòng vỗ về phía hàn lập. Bàn tay khổng lồ còn chưa đến, đã xuất hiện vòi rồng mãnh liệt gào thét lao đến. Những nơi vòi rồng đi qua, không khí trở nên vặn vẹo thanh thế to lớn khiến cho thân thể hàn lập cũng bị thổi lắc lư hàn lập trong chớp mắt ổn định lại thân hình bàn tay nắm lại không tránh né hung hăng đánh ra một quyền một cỗ man lực vô hình bắn ra hư không phát ra từng tiếng nổ đùng đùng chói tai vặn vẹo không ngừng vô số gợn sóng trắng xuất hiện lần nữa quay tròn rồi ngưng tụ lại hóa thành một quyền ảnh trắng cực lớn mịt mờ hơi nước phát sau mà đến trước đánh đến thân thủy cự nhân màu lam một cảnh tượng xuất hiện khiến hàn lập giật mình chỗ thân trên của cự nhân bị đánh chúng lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng hình thành một vòng xoáy quyền ảnh màu trắng lóe lên rồi xuyên qua vòng xoáy một lúc sau xuất hiện ở phía bên kia tiếp tục bay về phía trước đánh vào hư không đùng đùng hư không vang lên một hồi tiếng nổ trầm đục không dứt vòng xoáy trên thân cự nhân trong chớp mắt lấp đầy như ban đầu bộ dạng không có chút nào hư hao lúc này cự trưởng màu lam đã xuất hiện trước người hắn Phanh một tiếng, Hàn Lập muốn tránh né cũng không kịp, thân thể hắn như bị thiên thạch đâm vào, bắn ra ngoài, bay đi thật xa. Tuy nhiên, hắn liền ổn định lại thân hình, sắc mặt tuy có chút tái nhợt nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng thủy cự nhân màu lam lại một lần nữa lao đến hắn. Đạo hữu lục khôn, không ngờ mới hơn hai vạn năm không gặp, người đã dùng nhu thủy pháp tắc ngưng tụ được vô tướng thủy quỷ, đem ra sử dụng càng phát huy hiệu quả, đúng là khắc tinh của man lực huyền tiên. Hàn khâu đứng giữa không trung, cười ha ha nói, đạo hữu hàn khâu quá khen, hàn băng pháp tắc của ngươi cũng không kém, xem ra đã chạm sát đến ngưỡng cửa hư vực rồi. Lão tổ lục khôn khiêm tốn nói nhưng trên mặt không khỏi lộ ra một chút đắc ý. Hắc hắc, chỉ là một chút còn con mà thôi, còn rất xa mới đến trình độ hư vực. Kế tiếp phải xem đạo hữu hộp cốt thi triển thần uy rồi. Hàn khâu ngẩng đầu nhìn lại lên không trung, nhếch miệng cười nói. Trong lúc hàn lập bị hai gã vây đánh, đám mây đen ở giữa không trung đã phình to ra hơn 10 dặm từng đạo điện quang như những con rắn bạc lấp lóe tán loạn bên trong đám mây. Đúng lúc này, sắc mặt của phu nhân hộp cốt trở nên nghiêm nghị, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, lôi quang lóe lên, toàn bộ đám mây đen chấn động kịch liệt. Dầm dầm, vô số hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống, to như chút nước. Hạt mưa vô cùng dày đặc, hơn nữa lại rất quỷ dị, sâu chuỗi lẫn nhau vào một chỗ, hình thành từng đạo mưa bụi phô thiên cái địa rơi xuống. Hàn lập vừa mới lách mình tránh khỏi một quyền của thủy cự nhân màu lam, qua khe hở nhìn tới không trung nhíu mày. Từ trên trời, từng đạo mưa bụi rơi xuống, vừa chạm vào thân thể hắn liền lập tức trở thành một sợi dây nhỏ quấn quanh. Trong nháy mắt, trên thân thể hắn đã bị mấy trăm đạo mưa bụi quấn quanh. Hàn lập ra sức vung hai tay lên, bên ngoài cơ thể, ngân quang của chân cực chi mô lưu chuyển, bứt những đạo mưa bụi quấn quanh thân hắn ra thành từng mảnh, phát ra âm thanh phanh phanh trầm đục không thể nghe thấy. Tuy nhiên, những sợi mưa bụi này cực kỳ mềm dẻo. Nếu chỉ có 10 sợi, Trăm sợi đối với hắn mà nói thì không có gì nhưng mà đằng này là bị mấy nghìn mấy vạn sợi mưa bụi vây khốn hậu quả không thể tưởng tượng được sắc mặt hàn lập trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi ánh sáng màu xanh xung quanh cơ thể rực sáng rồi hắn bay ra phía ngoài phạm vi bao phủ của đám mây đen lam ảnh lóe lên thủy cự nhân màu lam ngăn cản trước hàn lập hai bàn tay to lớn mãnh liệt chụp đến hàn lập đánh ra hai quyền vào hư không ầm ầm hai tiếng hai cỗ man lực vô hình trên hư không kéo theo hai đạo trắng bạc đánh vào hai trưởng của cự nhân. Song trưởng của cự nhân lóe lên ánh lam, liền xuyên thấu qua hai luồng man lực mà không bị một chút tổn thương nào. Vù vù, hai cự trưởng không ngừng lại, lao về phía Hàn Lập mà chụp tới. Đáng chết, Hàn Lập tức giận khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái lướt ngang sang bên cạnh. Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, trên người hắn lần nữa bị hàng trăm sợi mưa bụi quấn quanh, khiến cho động tác bị trì hoãn rất nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng tránh thoát được cự trưởng đánh ra. Thủy cự nhân màu lam há to miệng, bắn ra hơn 10 thủy cầu màu lam to như cối xay, bên trong lóe lên ánh sáng màu xanh chói mắt, tản mát ra lực lượng chấn động kịch liệt, phóng thẳng đến Hàn Lập. Đồng thời thân thể gã lắc một cái, lần nữa nhào tới như điện xẹt. Hàn Lập bị thủy cự nhân không cách nào đánh tan gắt gao bám lấy nên không có thời gian để bứt đứt những sợi mưa bụi trên thân khiến cơ thể bị trói càng lúc càng nhiều, hành động càng lúc càng khó khăn. Lúc này, nếu quan sát cẩn thận hào quang trên thân ba người hàn khâu ảm đạm hơn lúc đầu không ít nhất là hai người lục khôn cùng hộp cốt mấy hơi thở sau một kén tầm màu lam óng ánh xuất hiện giữa không trung mơ hồ có thể thấy được thân ảnh hàn lập ở bên trong cơ thể hắn không cách nào nhúc nhích được thủy cự nhân màu lam giờ phút này cũng ngừng công kích đứng không nhúc nhích chỉ trôi nổi bên cạnh kém tầm màu lam nhị vị đạo hữu khổ cực rồi tiếp theo xem hàn mố trong mắt hàn khâu lóe lên tia vui mừng miệng khẽ quát một tiếng vô số phù văn màu trắng từ trong bạch quang bên ngoài cơ thể gã hiện ra, tản mát ra một cỗ pháp tác chấn động vô cùng mãnh liệt, sáp nhập vào trong xương mù màu trắng. Cùng lúc đó, bạch quang bên ngoài thân thể gã dùng mặt thường có thể thấy được cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Xương mù màu trắng lập tức dung chuyển, cuồn cuộn đánh tới Hàn Lập ở phía xa, bao phủ kén tầm cùng Hàn Lập ở bên trong, hình thành một quả cầu khói lửa màu trắng rất lớn. Một cỗ pháp tác chấn động mãnh liệt tràn ngập lạnh lẽo từ bên trong quả cầu hiện ra két két, sương mù màu trắng tan biến, hiện ra một quả băng cầu lớn màu trắng, có đường kính tầm hơn 10 trượng. Thân thể Hàn Lập hoàn toàn bị đông cứng ở trong đó. chương 99, thừa nhận thân phận, nhìn băng cầu khổng lồ lơ lửng trên mặt biển cùng thân ảnh không cách nào nhúc nhích ở trong đó khiến lão tổ lục khôn cùng phu nhân hộp cốt không khỏi thở nhẹ. Vừa rồi giao thủ, tuy rằng trước sau chỉ ngắn ngủn mười mấy hơi thở nhưng đối phương đã thể hiện man lực có thể thực hiện làm cho bọn họ không ngừng âm thầm kinh hãi, may mà hợp lực của ba người cuối cùng đã chế trụ được đối phương. Cùng lúc đó, tộc người lạc ra trải rộng trên đảo ô mông tức thì nhao nhao sợ hãi, nổi lên một hồi náo loạn, phần lớn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Liễu tiền bối, lạc phong hô nhỏ, trong mắt y không khỏi toát ra một ít tuyệt vọng. Chuyện y lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, chỗ dựa duy nhất trong tộc là Hàn Lập hôm nay bị thua, tiếp theo thì toàn bộ vận mệnh lạc ra tựu như cá nằm trên thất làm y không cách nào dám tưởng tượng, cũng không dám suy nghĩ đến từ bạch quang có chút ảm đạm phát ra một câu tán thưởng. Lục đạo hữu quá khen, người này có thể lấy một thân man lực đối chiến chúng ta thi triển lực lượng pháp tắc, xác thực vượt qua suy đoán lúc trước. May mắn được hai vị tương trợ, nếu không lúc này đây hàn mỗ sợ là đã chịu thua thiệt lớn. Hàn khâu ha ha cười nói, tránh đêm dài lắm mộng, sớm làm nốt đi. Phu nhân hộp cốt chậm rãi nói ra, đạo hữu hộp cốt nói rất đúng. Hàn khâu đáp lời, mắt lóe lên lạnh lẽo một bàn tay cùng bạch quang hời hợt phung về hướng băng cầu ở cách đó không xa giữa không trung xuất hiện một vòng bạch quang hiện ra một thanh loan nguyệt đao trên bề mặt có khắc phủ điêu trắng hình rồng toàn thân lóe lên tinh quang một cỗ chấn động pháp tác hiện ra veo lưỡi đao trắng run lên hóa thành một đạo bạch quang bắn nhanh ra rồi lóe lên tức thì chui vào bên trong băng cầu với tốc độ không giảm chút nào chém tới hàn lập bên trong vào thời khắc này một màn làm cho tất cả mọi người không tưởng được xuất hiện bên trong băng cầu lúc đầu Hàn Lập không hề nhúc nhích mảy may bỗng con mắt hơi động đậy, sau đó bên ngoài thân từ trên xuống dưới đột nhiên bộc phát ra vạn đạo kim quang, trong lúc nhất thời cả khối băng cầu trong ánh sáng chói mắt trở nên rực rỡ, vô cùng tươi đẹp, giống như một vầng mặt trời mới mọc, đang nhô lên. Sắc sắc vài tiếng, cả khối băng cầu mãnh liệt rung động lắc lư, mặt ngoài hiện ra từng vết dạn to lớn, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành hàn vụ đầy trời sen lẫn vô số băng vụn bắn ra bốn phương tám hướng. Một kim mau cửa viên cao hơn 10 triệu nhảy ra, toàn thân kim quang sáng rực một bàn tay lông lá đang cầm một thanh loan nguyệt đao màu trắng lưỡi đao trắng run rẩy điên cuồng một hồi muốn trốn thoát mà không được lưỡi đao sắc bén trong lòng bàn tay cự viên ra sức giấy dụa làm văng tia lửa ra khắp nơi phát ra âm thanh leng keng leng keng tuy nhiên mặt ngoài cự trưởng được bao trùm một tầng màng mỏng mờ mờ cũng không có để lại chút vết thương nào đây là thứ gì ba người hàn khâu vô cùng sợ hãi phía dưới ở trên đảo Lạc Phong cầm đầu một đám tộc người lạc gia chứng kiến đột nhiên cự viên phá băng mà ra, cũng đang vô cùng sướng sờ. Nhưng chỉ có trong mắt Lạc Phong hiện lên một tia vui mừng không dễ thấy. Gơ, rào, từ miệng kim mau cự viên truyền ra một tiếng phảng phất như hung thú thời thượng cổ hồng hoang gào rú. Sau đó, năm ngón tay vừa dùng lực bóp chặt lưỡi đao. Ken một tiếng, cuối cùng lưỡi đao đã bị bàn tay cứng rắn bóp vỡ, hóa thành một đám vụn óng ánh. Thân thể hàn khâu chấn động, bản mệnh pháp bảo của gã bị hủy, khí tức trên thân thoáng cái liền suy giảm ba thành lão tổ lục khôn cùng phu nhân hộp cốt nước nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương vẻ hoảng sợ lúc này thân hình khổng lồ của thủy cự nhân màu lam đánh tới kim mau cự viên hung hăng tung ra song quyền ánh sáng màu lam trên song quyền sáng rực hai luồng quyền ảnh màu lam to như căn phòng bắn ra những nơi đi qua đều khiến hư không chấn động cự viên không tung quyền đón đánh mà mãnh liệt hít vào khiến lồng ngực căng lên rồi há miệng quát một tiếng lớn một cỗ sóng lớn trong suốt cuồn cuộn tuôn ra, những nơi đi qua cũng khiến hư không vặn vẹo, biến hình, nổi lên từng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, thậm chí còn hiện ra từng vết nứt không gian màu đen. Hai quyền ảnh màu lam vừa chạm vào cỗ sóng lớn lập tức đứt gãy thành từng khúc. Sau một khắc, sóng khí trong suốt với khí thế không hề giảm bao phủ thủy cự nhân màu lam. Toàn thân thủy cự nhân run rẩy kịch liệt, thân hình khổng lồ không ngừng vặn vẹo. Ánh sáng màu lam trên bề mặt chợt hiện lên không dứt từng đạo thủy quang thô to từ trong cơ thể gã bắn ra tung tóe xung quanh. Không tốt, sắc mặt lão tổ lục khôn đại biến, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, từng đạo ánh sáng màu lam bắn ra, chui vào trong cơ thể thủy cự nhân. Nhưng hết thảy xem ra chỉ là phí công, thân thể thủy cự nhân chấn động càng lúc càng mạnh, rốt cuộc ầm một tiếng nổ tung ra, hóa thành bọt nước bay đầy trời, dưới chấn động của sóng lớn trong suốt hóa thành từng đám hơi nước tiêu tán không còn. Lão tổ lục khôn kêu một tiếng buồn bực, ánh sáng màu lam mãnh liệt trên thân đã mở đi rất nhiều kim mao cử viên giống to một tiếng sau đó thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kim ảnh phóng đến mây đen giữa không trung cánh tay phất một cái kim quang trên nắm tay tỏa sáng vô cùng trói mắt một tiếng nổ mạnh phá không một quyền ảnh màu vàng to như núi phóng lên trời chui thẳng vào trong mây đen một cỗ man lực cường đại đến mức sợ hãi không thể tả cuốn đến rồi hóa thành một cỗ vòi rồng màu vàng quét sạch bốn phía phu nhân hộp cốt cả kinh định động thủ nhưng đã muộn Bầu trời mây đen đùng đùng một hồi không dứt, giòn vang, như chở bàn tay dễ dàng vỡ ra, sau đó nhao nhao chấn động rồi tự nổ tung ra. Mây đen đầy trời trong nháy mắt biến thành hư ảo. Phu nhân hộp cốt kêu một tiếng ảo não, thân thể lảo đảo lui về phía sau một bước, khí tức trên thân chấn động kịch liệt một hồi. Hắc quang bên ngoài thân thể cũng ảm đạm vô cùng, kim Mao cử viên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn xuống ba gã tổ thần, cuối cùng dừng ở hàn khâu, mắt hiện lên một tia hỏa kim quang. Ngay sau đó, thân ảnh cực lớn đột nhiên hóa thành một huyễn ảnh màu vàng, lao xuống chỗ ba gã đó. Không biết là cố ý hay vô tình, lão tổ lục khôn và phu nhân hộp cốt cùng bắn ngược về phía sau bên trái, tách ra khỏi chỗ hàn khâu. Kim mau cử viên lao xuống không thay đổi phương hướng chút nào, thậm chí còn tăng tốc thêm vài phần. Hàn khâu lùi về một bên, đồng thời mười ngón tay biến hóa một hồi. Bạch quang trên thân đột nhiên sáng rực, ẩn ẩn ngưng tụ thành một tầng hào quang trắng, che mất thân thể gã từng đợt pháp tác chấn động mãnh liệt từ trong hào quang trắng tỏa ra, rồi từ đó cuồn cuộn bay ra vô số phù văn màu trắng, dài ngắn bất định. Thình linh gã há mồm phun ra một đoàn băng tinh màu trắng tinh xảo đặc sắc, quay tít một vòng, tất cả phù văn trắng nhao nhao bay đi, đan chéo quấn quanh vào nhau, trong chớp mắt hóa thành một con băng long màu trắng, lớn vài chục trượng, dương nhanh múa vuốt sông đến trước Kim Mao cử viên nghênh chiến. Kim Mao cử viên hừ lạnh, đánh ra một quyền, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn như tiếng sấm, một đoàn hào quang ánh vàng rực rỡ từ tay hắn bắn ra lóe lên hóa thành một quyền ảnh màu vàng lớn như ngọn núi đánh tới băng long màu trắng băng long trắng há to miệng phun ra một cột sáng trắng vừa thô vừa to từng vòng khí lạnh màu trắng như sóng to gió lớn điên cuồng tỏa ra mọi nơi những nơi đi qua hư không nổi lên thanh âm rắc rắc hóa thành từng mảnh hàn băng lăng không hiện lên quyền ảnh và cột sáng chạm vào nhau truyền ra tiếng nổ kinh thiên ầm ầm cột sáng màu trắng không chịu nổi một kích trực tiếp nổ tung ra quyền ảnh màu vàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đánh vào thân thể băng long màu trắng. Oanh một tiếng rất lớn vang lên, băng long màu trắng trực tiếp nổ tung, hóa thành những màu băng vụn đầy trời. Một cỗ lực lượng vô hình nổ tứ tung khi cỗ sóng khí vô hình cuốn đến. Lúc này bạch quang trên thân hàn khâu giống như một tầng giấy mỏng khi bị cỗ man lực cuốn đến, trực tiếp bay ngược lại, như một viên thiên thạch từ trên trời nghiêng nghiêng nện xuống, cắm vào hải vực, tóe lên mảng bọt nước to lớn. Thân hình kim mau cử viên nhoáng một cái, đang định tiếp tục đuổi theo. Nhưng vào lúc này, phụ cận trên bầu trời một âm thanh nam tử truyền đến. Liễu đạo hiếu, có chuyện gì thì cũng từ từ, khoan hãy động thủ. Ánh mắt kim mau cử viên nhất động, ngừng thân hình lại, ngẩng đầu nhìn đến phía trên không. Hai bóng người từ trên không bay tới, dừng cách cử viên không xa, đúng là lão tổ lục khôn cùng phu nhân hộp cốt. Ha ha, không thể tưởng được thực lực các hạ cường đại như thế. Bội phục, bội phục, lão tổ lục khôn cười ha hả, chắp tay nói ra đạo hữu đã có thực lực như thế, dựa theo quy củ hải vực hắc phong, chúng ta nguyện ý thừa nhận quyền quản lý của các hạ đối với đảo Ô mông. Trận chiến hôm nay coi như là hiểu lầm, tiếp tục nữa đối với mọi người đều không tốt, không bằng dừng ở đây đi. Không biết ý đạo hữu như thế nào, phu nhân hộp cốt nhìn cự viên và nói thế, ánh mắt kim mau cự viên nhíu lại, bên trong hiện lên một tia sáng màu lam, lông mày hơi cao một chút, không nói gì. Dầm một tiếng, ở mặt biển xa xa bắn đến một bóng người, đúng là hàn khâu khí tức trên thân gã uể oải, hiển nhiên là dáng vẻ bị thương không nhẹ. Hàn đạo hiếu, hiện tại người cũng đã lĩnh giáo thần thông liễu đạo hiếu, ta tin đối với quyền quản lý đảo ô mông đảo cũng sẽ không phản đối nữa. Lão tổ lục khôn nhìn về phía Hàn Khâu nói ra, Hàn Khâu đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười hạc hạc, nói thực lực liễu đạo hiếu quả thực làm Hàn mỗ mở rộng tầm mắt, trong lòng vô cùng bội phục. Liễu đạo hiếu có thể quản lý đảo ô mông, Hàn mỗ tự nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì kim mao cử viên nhìn hàn khâu thật sâu ánh mắt lập tức lại liếc tới hai người kia kim quang trên thân lóe lên thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành hình người liễu mỗ vừa nãy cũng đã nói ta vốn vô tình động thủ cùng ba vị nếu như ba vị nguyện ý ly khai xin mời đi ngay hàn lập cười nhạt một tiếng mở miệng nói như thế áp lực của bầu không khí xung quanh theo nụ cười của hàn lập liền hòa hoãn vài phần liễu đạo hữu chúng ta coi như không đánh không quen biết thế lực các nơi hải vực hắc phong đấu đá không ngừng khoảng cách bốn đảo chúng ta cũng gần mà trước đấy lúc đạo hữu lạc mông vẫn còn đều luôn luôn dắt tay cùng nhau tiến thối Liếu đạo hữu hôm nay kiểm soát đảo ô mông về sau cùng chúng ta còn qua lại nhiều hơn lão tổ lục khôn khẽ mỉm cười nói